Như vậy, này các tỳ kheo, sắc uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu sắc uẩn thật là của ta, thì uẩn ấy không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, sắc uẩn thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu các uẩn ấy thật là của ta thì chúng cũng không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin do các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các uẩn ấy thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các ngươi cho sắc uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc uẩn là vô thường. Và khi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Và khi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, các ngươi cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, các uẩn ấy là vô thường. Vật khi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật khi vô thường là khổ, khổ vấn hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, cho nên sắc uẩn nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, sắc uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thân nào dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỳ kheo, bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, liền sinh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán, vì ấy ly tham. Do ly tham, tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vì ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm và không còn tái sanh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi Đức Phật giảng giải kinh này, thì tâm của năm vị tỳ kheo được giải tế phiền não, không còn chấp thủ nữa. Kinh Quán Niệm. Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái biến hoại không ngừng. Pháp nào có tên gọi là khổ não, là pháp có trạng thái sầu đau khổ lụy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải để riêng cho những người trong một xóm làng, một thị trấn, một gia tộc. Pháp ấy để chung cho tất cả thế gian và thiên giới. Tất cả chúng sanh sẽ phải vĩnh biệt khỏi đời, vì sinh mạng của tất cả chúng sinh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sinh đều phải chiêu cảm nghiệp duyên của mình đã tạo, rồi đi thọ sanh trong kiếp sau. Chúng sinh nào tạo nghiệp dữ phải chịu khổ trong các khổ cảnh. Chúng sinh nào tạo nghiệp lành được thọ sinh vào cõi an lạc.
Cho nên người đời cần phải kịp thời tạo nhiều phước đức làm của tùy thân trong kiếp sau, vì phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Sự sống của chúng sinh thật là ngắn ngủi, sự già hằng đưa đến sự chết. Trên lộ trình sinh tử ấy, chúng sinh hoàn toàn bất lực. Nếu người đời thấy rõ sự chết là điều đáng lo sợ, thì nên tạo nhiều công đức, vì mọi phúc lạc đều bắt nguồn từ những công đức ấy. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có tính sinh diệt là thường. Vì nhân sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, với cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Kinh hồi hướng vong linh. Vua Bimbisara nằm mộng thấy thân nhân bị khổ quả đói lạnh, đến bạch hỏi Thế Tôn. Đức điều ngự bi mẫn chỉ dạy cách tạo phước, hồi hướng các vong linh thoát ly mọi khổ ách. Các thân nhân quá vãng thường đến nhà quyến thuộc, đứng ngoài bất tử cửa ngã đường hay cổng thành, trông chờ hưởng phước thí. Nhưng vì kém phước duyên, hương linh bị quên lãng. Thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí, nên phát nguyện bằng lời: Y đăng vô nhà tì năng hô tu su khi ta hồn tu nhà ta dô. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Nhân quá vãng quan tập các đạo tràng, nhận được phước hồi hưởng, thường thốt lời cảm kích, mong quyến thuộc của mình được trường thọ phúc lạc. Người đã tạo công đức chắc chắn được quả lành. Trong cõi chúng sanh khổ, không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh cảnh giới này hằng mong đợi phước báo do quyến thuộc hồi hưởng. Như nước trên gọt cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hưởng có diệu năng cứu khổ. Như trăm sông tuôn chảy đều hướng về đại dương, nguyện công đức đã tạo thấu đến chư hương linh. Khi người nhớ ân trước do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyến thuộc, hãy cúng dường cây tăng hồi hưởng phước đã tạo. Sự khổ sầu thương cảm trước tư biệt sinh ly không có lợi ích gì cho quyến thuộc quá vãng. Các trai tăng hợp đạo gọi Dakhina Dana, cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già, bậc phạm hạnh giới đức, bậc bổn phước điền, được vô lượng công đức là thắng duyên tế độ hương linh trong cảnh khổ. Do thiện sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, xin tự thành phúc quả đến giác linh hòa thượng tịnh đức. Kinh duyên sinh. Bởi không tường diệu đế hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội nguyên nhân tạo nên hành. Từ hành vi thiện ác gieo chủng thức tái sinh, như vậy chính do hành giới sinh thức tập khởi, thức chủng tử đầu đời tạo hiện hữu thân tâm. Bởi do ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc, vật chất và tâm thức biểu hiện sáu giác quan, như vậy do danh sắc lục nhập được hiện thành. Sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần, như vậy do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh. Sáu căn gặp sáu cảnh khổ lạc xả phát sanh, như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành. Khổ lạc ưu hỷ xả nhân sanh mọi chấp trước, như vậy chính cảm thọ duyên tạo tác, duyên tạo nên ái dục, tham muốn nên dính mắt, dục lạc của ngay tâm nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muôn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh, có tạo tác có quả, có chủng tử luân hồi, như vậy do duyên hữu
sinh quả được hiện thành, có thân hẳn phải già, có sanh ắt có diệt. Chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử. Cũng chính do duyên sanh, sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ ưu này được hiện thành tập khởi. Vô minh diệt hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt lục nhập diệt, lục nhập diệt xúc diệt, xúc diệt cảm thọ diệt, cảm thọ diệt ái diệt, ái diệt chấp thủ diệt, chấp thủ diệt hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt lão tử diệt, sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ ưu này không hình thành tập khởi. Kệ khuyến tu, việc trần thế phương ai phải lẫm, danh mà chi lợi lẫm mà chi, bả công danh một nước có cái gì, mùi phú quý vần mấy tan hợp, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời, lệ thử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại để đâu làm chắc, kìa sinh tử thấy liền trước mắt, nắm cổ phần đa thị thiếu niên nhân. Tấm thân này vốn thật giả thân, nay còn đỏ, mai chưa chắc được, phần nỗi bệnh, nỗi già, thuốc phược, sống trên đời, sống được bao lâu, mới mày sánh kế đã bắt đầu, rồi là đến khoan thâu một năm. Ôi tâm thốn khi tại thiệu, nhất đáng vô thường, vạn sự hư, muôn việc đều nương mấy tắc hơi, hơi vừa nhất việc đời cũng dứt. Nào nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nằm thấy không, sinh giả không, hề tử giả không, đời vật chất thiết mong tồn tại, rồi tử sinh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luôn. Gẫm ngắn thay định luật vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát, nếu chí nguyện thanh cao mong đạt, cần nướng theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng tự giác giác tha, thành bậc chánh hướng về đạo quả. Kiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, thôi đắm say huyễn hóa hồng trần, đi não phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt. Kệ tỉnh thức, hương linh đã giả từ trần thế, chốn tỷ phi phiền tỏi kiếp lang thang, chuyện lợi sướng khổ hợp ly tan, còn chi nữa khi quan tài khép lại, trên cho mấy cũng một ngày hai bữa, dành nhau chi trốn chỗ mấy tắc nằm, đời kéo dài lế lết 100 năm, lưu nghĩa trọng hay oán hờn để lại. Lúc nhắm mắt phần đông đều sợ hãi, tai nạn này hoặc bệnh nọ bệnh kia, nhưng có người lúc nhắm mắt lìa đời, môi còn nở nụ cười đầy an lạc. Đời chẳng qua là bến tàu rải rác của kiếp người vô định trước và sau. Sống an vui ai cũng muốn cầu, nhưng thiện nghiệp mấy ai ưa tạo tác. Tu nhân tích đức làm lành tránh ác, phải tin người như thể chính thương ta. Lòng từ bi nguồn suối chạy bao la, đến vạn loại chúng sanh đầy đau khổ, sống cho tha nhân trăm hoa đua nở, rút ngắn luân hồi tiếp độ sinh linh. Sống cho người sống tự tại hy sinh, xem tâm giới ra vào như quán trọ, như mây trời thông dong đây đó, giúp chúng sinh thêm bóng mát nguồn mưa, nhẹ tư dùng vườn rau cải nương dưa, cho mặt đất xâm đầy hoa kết nụ. Làm xong việc hương linh về chốn cũ, giả từ đời yên giấc ngủ ngàn thu. Kinh giải thoát dì giáo.
Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp, gọi là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp, không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy, nhẫn nại pháp tiêu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Xuất gia không niệm hận, sa môn không hại người, không bị bán giải khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên trú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhẫn nại pháp căn bản, hầu hết các hành lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi. Là năng lực người chỉ đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Người hạnh tu nhẫn nại là người có bằng lành, được phúc lộc quy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích nhân loại và chữ thiên, đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại bản kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kiên ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cao thượng. Nguyện cầu tâm hướng mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan, hạ nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tái ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường viễn ly, nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin ngồi hưởng phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quá vãng, cộng phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền, giúp cho thể đều hưởng phước cam lồ, đạo căn bất thối, tâm vô khổ sầu, lời vàng kêu Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình, con cùng pháp giới chúng sinh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền, tiếng tâm chữ vẹn một niềm, buông bồ phúc huệ gieo duyên nhất đạt. Nguyện công đức đang làm hồi hướng khắp chúng sinh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đang làm hồi hướng khắp chúng sinh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đang làm hồi hướng khắp chúng sinh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo sớm viên thành. Đạo tràng Phước đã tạo ra các đời quá khứ hay là hôm nay, kính dân hài hồi hướng nhất linh hòa thượng phước này, siêu sinh nhận đủ đầy an vui. Đạo tràng Phước đã tạo ra các đời quá khứ hay là hôm nay, hồi hướng nhất linh hòa thượng phước này, siêu sinh nhận cảnh đủ đầy an vui. Đạo tràng Phước đã tạo ra các đời quá khứ hay là hôm nay, hồi hướng giác linh hòa thượng phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Khóa lễ cầu siêu tưởng niệm đến công đức của ngài hòa thượng Tịnh Đức đã khai mở cái room Phật giáo Nam Truyền, đến đây xin được kết thúc. Xin mời Sĩ Mê Ta Quan Hỷ lên thỉnh pháp sư hả. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Thầm Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh của con. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liệu Tông, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, bây giờ xin quý vị
cùng với Meta lắng tâm thanh tịnh để đọc bài Thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Brahma cha loka ti bát ti sa ham bát ti các anh cha li an thi hoa rằng a ya cha tha san ti tha sat tap para chak kha cha ti ka e tu tham mang anu cam bi mang ba chang sat tham ma phê rin vi na yan cha ca yang xuất tình cha bệnh thằng a phi thầm ma chầm măng a cô ta dành tô chân sắc cha đành đằng bắp bồ tha này về bà đi xa và mạch chê phạm thiên lòng kinh thành cung thịnh Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lập giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm kiều như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giao pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hàng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Thầm Ma, dạ, Nam mô Sang Khả Giá. Phần thỉnh Pháp Sư đã xong, dạ, con kính cung thỉnh ngài Liễu Tông. Thử âm thanh. Dạ con kính dâng mic đến ngài. Dạ con kính cung thỉnh ngài Liễu Tông. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha, dạ chư tổ nghe, dạ kính thưa chư cận sinh nam cận sinh nữ trong tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha, dạ. Nam mô Bụt Tha, dạ. Dạ con nghe âm thanh của ngài rất là rõ, dạ con thấy trong đạo tràng thì quý vị cũng nói rằng nghe rất là rõ. Dạ giờ đây con xin trả mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, xin trả mic lại cho cô. Dạ sa thú kính cảm ơn chị Metta. Nam mô Bụt Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn chị Metta, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng, cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức, Thượng Tọa Quán Thông. Cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Bình kính lễ với bà quý cô nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con ấy ngài đã cho biết âm thanh rõ và Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Metta rất là nhiều. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ. Dạ, theo như thông lệ thì Nhật Quỳnh kính mời quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng có thể đưa bàn tay của mình lên hoặc là có câu chích chát thì Nhật Quỳnh
tam lập để thỉnh ngài, và nếu có vị nào có thể làm minh sĩ cho làm thị giả cho ngài thì kính mời bằng tay quý vị ạ. Dạ, chưa có câu hỏi. Dạ, con xin phép được hỏi một câu và kính mong đạo tràng hãy chuẩn bị một tuần lễ chỉ có một ngày thôi. Dạ, kính mong quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên để đặt câu hỏi, những gì thắc mắc mà mình học chưa hiểu thì kính mời quý vị ạ. Nhọc là chết chát nên thì Nhật Quỳnh xin phép được đọc. Dạ, trong khi chờ đợi một câu hỏi, dạ con xin hỏi trước một câu. Dạ, dạ bạch ngài, ví dụ như có một vị trưởng lão bệnh nặng, rồi con đến đó con đảnh lễ vị trưởng lão, và con thật sự không nói được một câu nào hết, và ngài cũng không hề biết con đến, nhưng mà trong thâm tâm con thì con lại được đảnh lễ ngài, và con thầm nguyện là con dâng phần phước nào con đã tạo được đến với ngài, thì như vậy có hợp pháp hay không bạch ngài, theo như lời Đức Thế Tôn dạy đó. Tại vì con cũng nghe có vị nói là mình không có nên là đảnh lễ một vị mà không có đắc y, con không có tăng tướng đàng hoàng, hoặc là không có nam già đang ngồi ăn thì mình không nên đảnh lễ. Nếu mà mình đến mà mình thăm viếng ngài thì mình có thể quán tưởng, chứ còn mình đảnh lễ vậy là coi như không đúng luật. Và con kính mạch ngài chỉ dạy cho con như thế nào làm sao cho đúng để được lợi ích cho vị trưởng lão đó, mà cũng như được con được sự lợi ích đó. Con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thà Dạ. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, khi mình thăm mấy người bệnh như vậy ra thì cái chuyện đánh lễ họ cũng được, nhưng mà không có gì đó. Nhưng quý vị nên nhớ đó, dù quý vị có nguyện mà cho phước báo ngài thì chắc chắn ngài không có nhận được, bởi vì cái lý do đó là thường thường mình hồi hướng phước báo, hồi hướng cho người đã đi, cho người đang nằm đó. Thì cái tốt nhất đó là nếu người đó còn tỉnh thì mình nhắc nhở một số cái điều kiện về phương diện Phật pháp, hay là mình có thể mình hỏi để cho ngài có khả năng ngài biểu diễn những cái chuyện mà ngài cần làm đó. Chứ còn mà nếu mà ngài chưa chết mà mình nội hướng chắc chắn là không ấy, là đó là chưa kể lúc đó có thể là ngài đang ở trong tình trạng rất là, nghĩa là cái tâm nó bị chìm, mình gọi là theo đời là chìm, nó chìm sâu rồi họ không có nhận được bất cứ cái gì cả. Thành ra những cái lúc mà có gặp những cái người như vậy, nếu mà còn tỉnh thì mình nên dâng đáp về Phật pháp để giúp cho cái người đó recall được một số cái chuyện, cho cái lậu cần tử nó được nhiều cái đối tượng tốt. Rồi khi nào mình người đó đã được thông báo là chết thì nếu mình có ở tại đó lúc đó thì mình mới bắt đầu mình có những cái phần phước báo nào mình xin dâng đấy, cái gì vừa mới đi đó, bởi vì mình nên nhớ cái đó. Nhưng mà cái chuyện mình làm đó nó có thể nhận được, có thể không nhận được. Tại lý do đó quý vị nên hiểu đó, cái gì đó nếu mà sanh làm ngạ quỷ thì mới nhận được cái phước báo đó, còn nếu mà nhà sanh làm chư thiên này kim sùng đó, có một số trường hợp có thể nhận được là họ bằng cách là tùy ý phước báo, tức là họ hoàn hỷ với cái phước người ta cho mình. Chứ còn nếu mà họ ra nhiều phước báo mà họ đi lên cái cõi cao thì mình làm để mình được tiền pháp thôi, chứ còn không ai nhận được mà cũng ai mất mát gì cả. Thành ra thường thường đó quý vị nên nhớ đó, mình nếu mình tới thăm những người đó nó có cái giây phút mà người ta tỉnh táo, mình được gọi là giây phút hồi dương đó, thường thường là từ dài chục phút cho tới một hai ngày đó. Còn như ngày trưởng lão vừa rồi đó, tự nhiên cái tỉnh lại, dầu rằng không ăn cả tháng rồi đó, tỉnh lại. Bà con hoan hô mà không hiểu cái chuyện thì gì xảy ra, cái hoan hô cái la lối ông chồng.
Nhưng cái lúc đó là cái lúc nếu mà mình ở gần đó mình có dịp mình xin tín pháp với ngài, hoặc ngược lại mình nói một số cái điều kiện về Phật pháp mà mình đã hiểu rồi này kia xong, để giúp cho cái vị đó có thể recall được những cái lợi ích cho họ từ cái giây phút mà mình gọi là hồi dương đó. Cái tâm họ rất là tỉnh, người họ rất là khỏe, nhưng mà họ có thể đi bất cứ lúc nào đó. Quý vị nên nhớ đó, sư cả chùa này là sư trí đó, buổi sáng đó còn gặp ngài đó rồi mới đi về đây, về tới đây 1-2 tiếng hồ sau mới nhận được tin là ngài chết nó, thấy không? Hay là có những cái cơ hội mà mình không có tạo được những cái điều kiện tốt là vậy đó. Nếu mình nhìn cái nhìn những cái hành động của người đó, mình có thể biết mà người ta sắp đi rồi, mà khi mà sắp đi thì nên nên đàm luận Phật pháp, hoặc là mình nói về một số cái điều kiện về giáo pháp mà mình được học, để cho vị đó hoan hỷ về cái thành quả của mình, và vị đó có thể là nhớ lại một số cái điều kiện về Phật pháp mà vị đó đã từng hành từng học, thì cái đó nó mới mới, mới có lợi ích nhiều. Chứ còn mình nguyện dân đưa phước báo trong khi ngài còn thở mà làm sao mà nhận được, phải không? Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú con thành kính lãnh lễ tri ân ngài đã chỉ dạy cho con. Dạ, con tri ân ngài rất nhiều. Dạ, kính mời huynh đạo huynh ạ. Kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Quý vị cho biết đi. Trước hết là xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Liễu Tông, kính chào quý bà quý cô, kính chào quý vị huynh trưởng trong đầu tràng. Hôm nay là được nghe pháp của cô. Chúng tôi là cái hán học thật ra không biết lỗm bổm này, kiểu biết lỗm bổm là mệt lắm, thà biết tinh thông hoặc là không biết gì hết, kiểu lỗm bổm là cũng rất là mệt. Thành thử là xin hỏi trực tiếp sư là cái chữ ngũ uẩn á, thì tra từ điển là năm cái nhóm, dạ ngũ là năm mà uẩn hoặc có kêu là ngũ ấm nữa, rồi tiếng Pali là skandha. Dạ, cái ngũ ấm hay là ngũ uẩn đó là sắc tọ tưởng hành thức. Dạ, thì chúng tôi cũng hơi lạng quạng không biết cái chữ uẩn nó nhóm là nhóm gì thưa sư. Dạ, rồi cái năm cái nhóm đó nó có liên quan gì tới cái tứ đại không? Đất nước gió lửa có phải là một bên là tượng trưng cho cái phần tâm là ngũ uẩn, còn cái tứ đại là cái phần xác hay không thưa sư? Thì cũng chúng tôi cũng hơi lấn cấn cái việc đó, thì xin kính xin sư hoan hỷ các nghĩa khai triển dùm. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giác, xin kính tri ân sư rất nhiều. Nam Mô Thầy kính bạch chư toàn nguyện. Dạ, kính thưa quý vị, thật sự ngũ uẩn là năm nhóm, năm nhóm là cái tập hợp nó thành cái mình nói theo đời là người người này, người mình đây có năm uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Chỉ uẩn nó có ba bốn nghĩa đó, nhưng mà cái nghĩa thường thường mình xài là một cái tập hợp của những cái gọi là sắc, hoặc là tập hợp của những cái gọi là thọ, hoặc tập hợp của những cái gọi là sắc hương vị xúc rồi này kia dùng thân thọ tâm pháp rồi này kia dùng là những cái tập hợp đó ha. Còn có những cái chỗ khác đó thì nó định nghĩa thì tùy theo nó có ba loại ba nghĩa cho tới chuyện ngũ uẩn. Còn mình nói ngũ uẩn trong cái thân này thì chỉ có bao nhiêu chuyện đó để mà nói thôi, chứ không có chuyện gì khác hết đó. Tức là cái tập hợp giữa sắc, sắc nó có nhiều cái thành phần, chứ không phải là nó có một sắc hai sắc. Nếu mình học mình biết đó, có 28 loại sắc, mà người thanh niên thì có 27, và người nữ cũng có 27, 27 cộng 27 là 58 đó. Thì nó cái tập hợp đó đó nó gọi là sắc uẩn, nó gọi là cái tập hợp đó. Và cái thọ cũng vậy, nó có năm loại thọ rồi nó chia ra từng chỗ đấy đó, thì cái những cái tập hợp đó thì mình cũng gọi là thọ uẩn, tức là tập hợp của những cái chuyện mà liên quan tới
sự thọ nhận cái điều kiện là như vậy đó. Thành ra tùy theo cái chỗ mà mình có thể mình hiểu, tức là ngũ uẩn của mình tùy theo mình hiểu mà mình hiểu cho nó đúng thì mình mới phân biệt được. Mà muốn phân biệt thì mình phải học kinh pháp đàng hoàng, học thực kinh pháp để hiểu cái thực kinh pháp là gì đó. Thì trong cái sắc đó, nó có 28 loại đó, thì 28 loại đó nó gọi là thực tính pháp của cái sắc uẩn. Thì mình học như vậy thì mình mới biết, mà nó không phải là 28 loại không, mà nó còn tập hợp đồ này kia rồi, nhưng nó rất là nhiều chuyện. Thành ra khi mình học cả chế định pháp và thực tính pháp xong rồi, mình mới đem những cái đó ra mình coi rồi mình xem lại đó, thì lúc đó mình mới hiểu được. Chứ còn nếu không thì mình không có hiểu được. Mình nghe người ta nói cho mình chắc chắn là mình không có thể hiểu được. Mà khi mà không hiểu được thì nghĩa là nó rất là phiền phức, chứ không hay không. Bởi vì những cái danh từ mà mình học tới học lui này kia đó, quý vị biết là cái thành quả của 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mới ra nói cho mình biết hiểu bao nhiêu đó. Chứ đâu phải là nó là chuyện dễ đâu. À, nó muốn hiểu được nó là phải học cho đàng hoàng rồi mình mới hiểu rồi phân biệt rồi này kia chồng này ấy được. Còn nếu mà chưa học hiểu đàng hoàng thì rất là khó hiểu về những cái chuyện mà nó, những cái thành phần mà nó tập hợp để nó thành cái thân này, hay là thành cái quẩn này ha. Nghĩa là trong năm cái quẩn này đó, thành ra đó là những cái chuyện là nó nghiên cứu học hỏi đàng hoàng thì mới có thể hiểu được rõ ràng. Còn nếu mà mình không được những cái đó thì rất là khó cho mình tìm hiểu. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thủ lành thai con thảo lý. Mình là huynh đã kính tri ân sư và cảm ơn đạo tràng. Dạ chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông và từ bi giảng giải câu hỏi của huynh đạo huynh. Dạ nam mô Bích Hà giá. Dạ bây giờ Nhật Bình kính mời bạn thai quý vị ạ. Mời xích pháp nguồn Lào Cai. Dạ mời Vinh Giang Nhật Hà. Mời xích Thành Tiếm. Dạ Nhật Bình kính mời bạn thai của đạo tràng ạ. Pháp nguồn Lào Cai ơi, có câu hỏi không? Cho Nhật Bình xin một tín hiệu ạ. Dạ chưa có câu hỏi. Dạ nam mô Bích Hà giá. Dạ một lần nữa kính mời đạo tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Bích Hà mới vào có câu hỏi chưa ơi? Hà có câu hỏi không? Thanh Hoàng có câu hỏi không? Nếu Hà có câu hỏi cho một tín hiệu đi Nhật Bình nhường mic. Chưa có thấy câu hỏi. Dạ con xin hỏi một câu để đạo tràng không mất thời gian, là kính mời bàn tay ra nhờ mời những câu chích chắc của quý vị nha. Dạ bạch ngài, thường thì con nghe quý sư giảng nếu mà mình còn tái sanh là mình còn khổ, tức là mình có cái thân ngũ uẩn này thì mình còn khổ. Nhưng mà con cũng nghe một chỗ khác đó, thì nói là cái khổ là mình tự tạo ra, chứ mình sanh ra đời là mình là không có. Nếu mà mình chấp nhận mọi thứ thì mình không có khổ, mà khổ là do mình tạo ra. Thì bạch ngài, mẹ ngài chỉ dạy cho con mình hiểu như thế nào khi mình sanh ra mình thường nguyện là mình làm việc gì đó, mình nguyện mình đạt được đạo quả niết bàn để khơi không còn tái sanh luân hồi. Nhưng mà lại nói là một chỗ lại nói là cuộc đời là coi như là rất là dạng mà khổ là tại mình tạo ra. Và con cũng thỉnh ngài ngài chỉ dạy cho chúng con phải hiểu như thế nào ạ. Và con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bố Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Nhã Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra cái khổ nó có hai loại. Cái khổ tại vì mình có cái thân này, cái thân ngũ uẩn này.
cái khổ thứ hai là do mình tự tạo, rồi mình thất vọng rồi này kia, thì cái đó là cái khổ mình tự tạo. Dầu nhưng mà dầu hai cái đó là nó đều có nhân duyên của nó, thành ra khi mà nó sanh thì nó diệt. Nhưng còn cái chuyện mình chịu được đựng được hay không đó là cái chuyện khác. Thành ra nhiều khi mình chịu đựng được cái mình nói là mình không bị khổ, vẫn khổ thường. Khổ do đâu? Do sắc thọ tưởng hành thức này, nó là những cái pháp mà nó bị sanh diệt. Thành ra nó sanh thì nó phải diệt, mình muốn nó sanh mà nó đừng diệt cũng không được. Mà khi nó đang diệt mình muốn nó sanh thì nó cũng không sanh được. Bởi vì nó sanh diệt, thành ra cái đó là triệu chứng của cái sự khổ. Bởi vì nó không ở lại trường chỗ thì nó khổ, sao không khổ? À, nó có thân này là khổ là vậy đó. Mà cái thân này là do từ đâu? Là nó có nhiều chuyện lắm, chứ không phải là chuyện. Thành ra cái chuyện mà mình muốn thoát khỏi cả cái khổ của cái thân này và cái khổ khi mình đối diện với sự sống hàng ngày nó đưa tới khổ là vậy. Thì cái chuyện mà để chấm dứt được nó đó, tức là mình phải đi tới một cái nơi đó mình dựa vào kinh điển để mình biết, tức là cái nơi mà chấm dứt được tất cả những phiền não, tất cả những cái mà có là đang có trong cái thân này đó. Tức là cái nơi A-la-hán, nghĩa là tận diệt những cái gì mà cần phải tận diệt đó. Thì lúc đó là bởi vì không còn ai nữa, ta chẳng có ai thọ khổ cả mà chẳng có ai khổ. Chứ còn bây giờ nếu mình vẫn sống trong cuộc đời này làm sao không khổ được. Nó nhiều chuyện dữ lắm. Mình sống có thân nhân, tự nhiên thân nhân mình đi đoàn tụ, mình có khổ không? Nó chơi với nó thì không được. Hay là chính mình đừng làm cái gì kỳ đó, tự nhiên cái bác sĩ nói là chỉ sống được có 1 tháng nữa thôi, mình có khổ không? Nó chơi chứ không thiện, muốn nói sao nói cho nó thật là phải đối diện với sự khổ hàng ngày. Thì mà đã là chúng sanh đối diện sự khổ. Đó là lý do tại sao những bậc thiện trí đó, tất cả các bậc thiện trí họ đều tìm ra con đường để đi tới nơi chấm dứt cái đó, chấm dứt cái mình gọi là khổ. Nhưng mà tại vì mình không có đủ một số cái điều kiện, thành ra mình theo mà mình vẫn khổ như thường. Thì bây giờ muốn thì phải học rồi tập, không phải một kiếp hai kiếp mà nhiều khi tập cả tăng kỳ kiếp để có thể tới cái nơi mà mình thì gọi là chấm dứt cái sự khổ. Chứ còn nếu mà mình không có làm vậy thì không có được, không bao giờ thoát khỏi cái sự khổ này cả. Giống như kỳ rồi chúng ta nói đó, mình Đức Phật đã xuất hiện trên 3 triệu vị rồi mình vẫn tiếp tục lang thang để thọ khổ, vậy thì mình biết con người mình nó ngon cỡ nào. Thành ra ráng cố gắng để theo lời dạy của Đức Phật thì không chống thì muộn, mình cũng sẽ đi tới cái nơi mà nó không còn sự khổ nữa. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, Ngài không phải sanh ra cuộc đời là cái khổ do mình tạo, nó cũng có cái nghiệp duyên, nhưng mà mình cũng phải biết tìm đường thoát khỏi cái sanh tử này. Dạ, con tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, một lần nữa nhục mình kính mời bàn tay và mời những câu chích chát của quý vị ạ. Dạ, sa thú ngoài hà nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Mài, dạ, Nam mô Sơn Thầy, dạ. Dạ, con kính lĩnh lại Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tâm, Trí Tôn Đức Tăng, con kính lại các cô tu nữ và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, thưa Ngài, cho con hỏi, con có đọc cái phần nói về vô ngã thì nói là có 3, là không phải tự ngã của ta, không phải của ta và không phải là ta. Thì cái phần đầu tiên không phải tự ngã của ta thì con chưa có hiểu lắm cái ý nghĩa không phải là tự ngã của ta, thì con chưa có hiểu là cái ý
cái câu này nó nói như thế nào, thì con xin Ngài giảng dạy cho con rõ cái phần này. Dạ, con kính chào mít lại. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ, dạ kính thưa chư quý vị. Tại mình chấp sai chấp lầm, mình nghĩ rằng nó có một cái ta, trong cái ta này nó có một cái nữa, mình gọi là tôi đó, tự ngã đồ này kia ông dùng. Rồi có nhiều người nói là trong cái này không có cái ngã nào đó, trong cái ta này nào, không có cái ngã nào đó. Thật sự là ta hay ngã nó là một chữ mà nó người ta hiểu theo nhiều cách khác nhau. Mà khi hiểu nhiều cách khác nhau thì người ta mới đưa tới nhiều cái chuyện. Quý vị nên nhớ một cái điều mà chúng tôi nói đó là phải tìm xem những bộ từ điển mà liên quan tới những cái danh từ đó, đó để mình coi. Chứ còn nếu không mình cứ mình hiểu sai hoài. Đó. Bởi vì khi mà Đức Phật Ngài giảng đạo thuyết pháp đó, Ngài dùng cái ngôn từ được thế gian này chế định và chấp nhận. Thành ra nếu mình không học cho tới nơi tới chốn, thành ra mình hiểu sai. Ngay cái lời dạy của Đức Phật mình vẫn hiểu sai như thường. Ví dụ như chữ Atthayatano Na Thổ đó, mình cứ nghĩ là ta là nơi nương nhờ của ta, mình biết ta nào là ngã, ta nào là cái gì ông dùng mà mình không biết, thấy không? Nhưng nếu mình học, mình ra từ điển để hiểu cái chữ ạch ta nó nghĩa là gì, cái thực tinh pháp nó là gì. Đó. Nên chúng ta nói nhiều lần ạch ta nó có ba bốn nghĩa, nó có những nghĩa đó phải biết cách mình dịch. Một trong cái nghĩa của nó là tâm hay là thiện pháp, thì ạch ta hiện ta nô nà thổ tức là thiện pháp là nơi nương nhờ. Cái chữ ạch ta đầu là thiện pháp, cái ta thứ hai là cái thân này, ạch ta hiện ta nô nà thổ là thiện pháp là nơi nương nhờ của cái thân này. Cái chừng mình dịch tùm lum, không biết chỗ nào là ta, chỗ nào là ngã, chỗ nào tự ngã gì ông dùng. Thành ra mình phải dựa vào những cái ngôn từ để mình biết cái chữ đó đó mình thường hiểu là làm hay là mình không có hiểu nó phải nghĩa chính xác nó là nghĩa gì. Thì mình mà hiểu rồi thì mình mới có thể mình biết cái đó là cái gì, và mình có thể mình dùng cái đó để là điều để là cái đối tượng cái sự thực tập của mình được. Còn mình không biết, mình cứ nói theo đời ta dịch theo sao mình nghe vậy thì mình đi cả đời mình vẫn ngấy hoài. Thành ra khi mà học không có đúng mức mà đi đọc những cái câu này thì không bao giờ hiểu được cái gì đó. Nha. Chúng tôi từ lâu là khuyên quý vị nên học đi. Học để phân biệt thế nào là chế định pháp và thế nào là thực tính pháp. Thì khi mình phân biệt được rồi mình mới có đủ khả năng để mình hiểu nó là cái gì mà mình không chấp chỗ đó nữa. Nó mô bích thà giác. Dạ, xà thú con kính tri ân Ngài. Dạ, con có nghe giảng. Ông quy giảng cho con là cái tự ngã giống như là một cái biết. Ngay cả cái biết đến khi mà mình niệm nó cũng phải buông bỏ nó đi, trong cái bài kinh về niệm hơi thở đó thưa Ngài. Thì có cái đoạn cuối cùng là sự đoạn diệt, sự ly tham rồi đoạn diệt rồi buông bỏ. Thì cái buông bỏ ngay đây là buông bỏ luôn cả cái biết, cái niệm là cũng phải buông bỏ. Thì cái tự ngã là cái sự biết, mình cho cái biết đó là có cái biết của một cái người hoặc một cái vật hoặc là thì cái hiểu đó thì con học được như vậy, thì hiểu như vậy có đúng chưa thưa Ngài? Dạ, con kính chào mít lại cho Ngài giảng dạy. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mình nói tới buông bỏ đó là mình phải dựa vào cái pháp gì để mình buông bỏ. Đó. Chứ mình đọc cái câu này rồi mình nghĩ tới cái chuyện khác mình nói buông bỏ thì mình bỏ à, cái ngã cái này cái này cái đó là không có đúng. Không? Bởi vì cái sự buông bỏ là nó là cái thành quả của pháp hành. Đó. Thành ra khi pháp hành tới đâu đó mình bỏ là bỏ cái gì? Chứ không phải lúc nào muốn bỏ gì là lấy ra bỏ đâu có được.
Thành ra có những cái đó, dầu rằng nó là ác pháp, nhưng mình đôi khi mình vẫn giữ nó được như thường. Phải giữ nó để làm gì? Để làm cái bàn đạp cho cái thành quả khác. Chứ đâu phải dễ đâu. Đó. Chứ nếu không là tiêu, chứ không phải đường đâu. Anh hiểu cách đó là không có được. Hiểu cách đó là không được. Giờ mình nói thật sự ra đó, mình phải dựa vào những cái điều kiện trong những cái bài kinh mà dạy đó. Thí dụ như bậc sơ quả bỏ cái gì? Tức là cái trí tuệ của họ tới nơi tới chốn, họ diệt được cái gì? Thì mình nói theo thực tinh pháp rõ ràng diệt có hai chuyện thôi, tức là tà kiến với hoài nghi mà thôi. Chứ không có diệt nhiều. Mình nói theo danh từ ngoài đời, nó nói buông bỏ là vậy đó, buông bỏ được hoài tà kiến và hoài nghi. Tại nó mình phải biết còn buông bỏ là buông bỏ cái gì? Và cái điều kiện mình đang tới đó là điều kiện gì? Còn mình chưa tới nơi mà mình cứ nghe buông bỏ mới lại được, mình cứ buông cái gì mà bỏ cái gì? Phải không? Buông phải biết buông cái gì, bỏ cái gì. Rồi nên buông lúc nào, nên bỏ lúc nào. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy đó. Nhân. Có những cái ác pháp cần thân cận và có những cái ác pháp cần phải diệt bỏ. Bởi vì tại sao mình thân cận? Bởi vì nó là đối tượng của thiền minh sát. Không có nó thì mình không thể làm cho cái pháp đó, của thiền minh sát đó, nó được tiến bộ. Đó. Còn những cái loại ác pháp nào mà nó có thể nó gây trở ngại cho cái việc làm mình thì cái đó nên diệt nó, nên buông bỏ chứ không nên thân cận. Chứ không phải lúc nào cũng phải thấy ác pháp là diệt, ác pháp diệt. Mình diệt rồi, bây giờ mình hành thiền, mình thấy cái gì? Tâm có tham, biết có tham rồi, mình thấy cái tham của mình không thèm chơi với nó. Không chơi làm sao biết tâm có tham. Thành ra có những cái loại ác pháp vẫn phải thân cận như thường. Thân cận để làm chuyện khác, chứ không phải thân cận để kết bạn với nó, nên nhớ chuyện đó. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, sa thứ con kính tri ân ngài, và cái đó là phần con học nên con cũng có nghe giảng, nhưng mà con cũng thắc mắc nên con mới lên hỏi ngài. Vì trong cái bài niệm hơi thở thì ngài con thấy có cái phần mà ly tham rồi đoạn diệt, thì ly tham ở đây mình phải hiểu là khi ở một cái vị phàm nhân, khi mà chưa có chứng đắc một cái gì hết, thì cái tham ở cái dạng thô và vi tế nó vẫn còn hiện hữu. Thì ở đây Đức Phật phải chăng chỉ nói mình ly là có nghĩa là chỉ cố gắng để diệt cái tham thôi, chứ còn không thể nào trừ diệt được, mà cái tầng thánh đạo thứ ba chưa được hoàn tất. Cái đó là cái phần con được học và hiểu, không biết con hiểu như vậy đã đúng chưa. Con kính trao mic lại cho ngài giảng thêm. Nam mô Bích Thà. Dạ kính bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư vị, cái này là tưởng không người lái đó. Học nên học cái căn bản để cho mình đi tới nơi đó được, thì dùng cái căn bản mình mới đi tới nơi đó được đó. Chứ bây giờ mình muốn ly tham và lúc nào, chứ không phải là muốn ly lúc nào ly. Ngay cả tại sao mình ly trong lúc mình về hơi thở. Bởi vì đôi khi nó phát sanh một vài cái niêm mít, mình quan hỷ trong cái niêm mít đó, mà cái tâm quan hỷ là tâm tham muốn giữ. Nên phải biết cái chỗ đó là chỗ nào, chứ không phải là mình cứ nghe người ta nói rồi mình không biết mình ở đâu, mình cứ theo người ta là không có được. Phải biết, chứ không biết là không được. Thường thường đó, Đức Phật dạy trong những bài kinh mà về tứ niệm xứ này kim sùng, ngài dùng chế định để ngài giải thích. Nhưng mà khi cái hành giả đó mà thấy là phải thấy thực tính pháp, chứ không thể thấy chế định được.
Thí dụ ngày dạy bước chân bước cẳng đồ này kia ông trùm đó, mình nhìn cái cẳng mình để mình bước à? Đó. Thí dụ mình quan sát cái bước đi của mình, quan sát cái gì? Quan sát cái bàn chân mình đang bước à? Thành ra khi bước tới, biết bước tới là biết cái gì bước tới. Anh nhớ cái bước của mình nó phát sanh vô đâu? Phát sanh vô sự suy nghĩ mình muốn bước tới. Mà sự suy nghĩ nó làm phát sanh cái gì? Làm hết gió. Là chất gió đã chuyển động về cái hướng đó. Gọi là bước. Chứ không phải là mình quan sát cái chân bước. Nếu mình quan sát cái chân bước, mình không có phải hành cái gì cả. Bởi vì mình không thấy được thực tính pháp, làm sao mình hành được. Quý vị nên nhớ cái tệ đầu tiên trong trong cái tệ của mình sát là tệ thấy danh sắc. Làm sao mình thấy được cái đó? Còn thấy cái đó thì không có chân bước hay cả chân bước tới bước lui gì đó. Mà nó chỉ là danh sắc theo cái điều kiện của nó mà thôi. Thế nên mình đọc cái đó mình phải cẩn thận. Đọc trong những bài kinh giải thích đó mình phải cẩn thận. Mình không cẩn thận là mình chết. Bởi vì mình hiểu sai. Mà khi mình hiểu mà mình không lột ra thực tính pháp của cái đoạn văn đó thì mình coi chừng. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thứ sa thứ con kính tri ân ngài, thì cứ mỗi một cái bài pháp của Đức Phật đều có một cái thực tính pháp mà mình phải hiểu cho nó rốt ráo, nếu không thì rất là dễ bị ngộ nhận và sai đi tiếp cái con đường sai. Dạ. Vậy thì con hỏi thêm một câu nữa về giới với luật, thưa ngài, con cứ nghe là giới luật nhưng mà thực sự ra giới khác mà luật khác không, thưa ngài? Dạ, con kính trân biết lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bồ Tát gia kinh bạch chư tôn hẹn giả kinh thưa cho quý vị, giới là thì chỉ cho cái phần chi tiết, luật là cả một cái tập hợp như vậy. Ví dụ như mình nói luật đi đường là nó có nhiều chuyện chuyện liên thành ra những cái chia sẻ ra ngoài, thường thường là nó liên hệ tới một số cái điều kiện thì mình gọi là giới. Chứ thường thường người ta nói chung là giới luật là gì diện vậy, người hiểu nó. Còn mình không, mình không hiểu là mình không hành được, chứ không có gì đó. Mà thường mình không hiểu, rất nhiều người không hiểu, mà chúng tôi nói hoài có lẽ cũng không chịu hiểu. Giới là thành quả giữa pháp học với pháp hành. Còn luật là tập hợp của tất cả những cái đó, gọi là luật. Nhớ giới, chữ giới là thành quả của pháp học với pháp hành. Ví dụ mình học sao? Mình cái giới cái đầu tiên đó, quý vị không bao giờ quý vị xin giới, là đâu quý vị xin mà quý vị không có để ý. Mình nhớ cái giới đầu tiên, cái phần đầu tiên đó, mình gọi là giới, cái giới sắc sanh. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. Chứ mình đâu có xin giữ giới đâu. Mà quý vị có xin giữ giới, ông sư cũng chẳng có giới đâu cho quý vị. Nhiều khi ông trời đi, ông hết giới của ông là ông không mệt nữa, thấy không? Xin vân giữ điều học. Thì điều học là gì? Chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, có thức ý giết, ra sức giết. Là chúng sanh đó chết. Khi mình có cái hành động đủ năm điều kiện đó, mình gọi là mình mất cái điều học đó, tức là mất cái thành quả đó. Thì đó là cái thành quả là như vậy. Thành ra mình hiểu những cái đó để không à. Mình sẽ không hiểu hoài, mình không hiểu giới, lúc nào là giới, lúc nào là này kia. Thành ra nên cẩn thận những cái đó. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, xa thứ xa thứ, dạ con kính tri ân ngài. Dạ, nếu mà sẵn là hỏi về giới đó, thưa ngài, còn có người bạn đạo có hỏi con là cái vị này đọc cái phần giới luật của các tỳ kheo thì có nói cái phần giới là người, cái vị tỳ kheo không có được đụng hoặc là đụng chạm như thân người nữ, thì cái
cái đó con cô này cô thắc mắc cô hỏi con là cũng thấy những cái vị tỳ kheo giống như rờ đầu hay là đụng chạm, chứ những cái đứa bé gái nó cũng nhỏ thôi, nó cũng chưa có đến độ cái tuổi thiếu nữ, thì cái đó trong luật nó có ngăn có phạm giới không, thì thắc mắc vậy. Thì con cũng thắc mắc, con đem lên con hỏi ngài cho ngài có thể cho tụi con biết về cái đó. Bởi vì con cũng đã thấy những vị tỳ kheo đôi khi cũng có sự đồng chạm đối với những đứa bé gái, thì con nghĩ không biết là cái đó có phạm giới mà. Dạ, con kính trong mắt là cho ngài giảng dạy. Nam mô Bố Thà, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, trong giới luật của tỳ kheo đó, khi nào mà đụng chạm với cái tác ý để thỏa thích cái ái dục của mình á, thì mới phạm. Thế còn bây giờ mình thấy cái cô đó mà cổ té, mình kéo với tác ý giúp đỡ làm sao phạm được? Hay là mình kể cổ? Phải không? Thấy cô chế giới, cô đưa tay ra cái mình xô luôn hả? Tại nói tôi đụng không được hả? Học phải học cho tới nơi đi ha. Còn chưa tới nơi rồi nói rồi thành ra nói tào lao. Chưa tới nơi rồi nói rồi thành ra nói tào lao. Nam mô Bích Hải á. Dạ sa thú dạ. Cái đó là cũng điều con suy nghĩ, cũng giống như đây con nói lại cho ban đạo của con. Dạ, con không, cái máy của con không có thấy ai giơ tay nên con không biết là có ai không, thì thôi để con trả máy lại cô như Quỳnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý thiền học thiết thực trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Khánh Hoàng đã cho biết âm thanh rõ. Kính bạch ngài, thì con thấy có ba cái ải, đó là dục ải, hữu ải và phi hữu ải. Thì khi mà nguyện là giải thoát, không sanh tử luân hồi nữa, thì có phải là nó rơi vào cái phi hữu ái không ạ? Con xin dẫn đến đến ngài. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó, cái ái đó tùy theo nhiều cái chuyện lắm, chứ nó không phải gì dễ giống như là mình nghĩ. Thành ra mình phải thấy cho nó rõ ràng, chứ còn nếu mà thấy rõ ràng mình nói họ không biết đường đâu mình mò. Thật sự ra dục ái, hữu ái, phi hữu ái là nó liên quan tới cái điều kiện của những cái đối tượng mà hành giả đó đang hành, chứ không ấy. Ví dụ như có những cái mà các vị mà phàm nhân như mình á, thì dính nó nhiều, nhưng mà không còn các bậc mà thánh thì nó bất lành, chứ nó không thể nào mà cái nào mình nói nó giống nhau thì không có được. Thường thường đó, cái ái với dục đều là sở hữu tham, nhưng mà trường hợp ái mà duyên cho dục thủ cũng có nghĩa là duyên cho ái, chứ không có gì đó. Mà nó có nhiều cái mình phải hiểu để mình mới hiểu được. Còn những cái mà mình không hiểu là nó rất là nguy hiểm, bởi vì trong trường hợp mà một cái thực tinh pháp đó thì nó lại dính dấp tới nhiều cái danh từ mà mình nghe đó. Thật ra khi mà nó dính dấp nhiều cái danh từ như vậy đó, nó rất là nguy hiểm, là tại vì mình nói họ cái mình nói nó không có chính xác, chứ không phải là nó dễ. Thành ra trong về thập nhị nhân duyên đó,
thì họ mới các nhà chú giải họ mới chia chia ra rất nhiều chuyện đó. Thí dụ như dục hữu này là như thế nào, mà sắc hữu như thế nào, vô sắc hữu như thế nào, nó có rất là nhiều chuyện. Mà cái chuyện đó là mình phải học về vấn đề của cái thập nhị nhân duyên, thì họ sẽ chia sẻ cho anh biết sao gọi cái đó là cái đó, gọi cái kia là cái kia đó. Còn hữu như thế nào, hay là chỉ phát sanh ở các cái phạm nhân, mà tại sao bậc thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba có những cái loại gì, nó rất là nhiều chuyện vậy, chứ nó không phải ít hay ngắn giống như tùy theo mà hỏi vậy đó. Nó rất là nguy hiểm cho nó không hay không, thành ra mà hỏi một cách tổng quát vậy chúng tôi cũng biết đường đâu để nói, để nói nhiều khi cái nó lại sai qua nhiều chuyện khác. Thành ra nếu mà có những cái hỏi này, loại đó nên tóm tắt lại thì chỉ để mình giới hạn lại cái câu trả lời của mình, chứ còn nếu không thì nói họ ghê, nó đi tới đâu mà cũng không có biết được. Nam mô Bích Thầy giá, thấy đạo huynh nãy giờ chờ giờ tới lâu thì đưa tay hỏi Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, một lời xin kính đảnh lễ quý sư và kính chào chư quý vị. Dạ, như thưa quý vị còn biết là trên đời này là trên chúng sinh, động vật, có lẽ con người ta là rất là yếu đuối nhất. Cả thân thể như cái loài ngựa, con ngựa nó đẻ ra cái nó đứng nó đi liền, không biết quý vị thấy chưa? Hay là cái bất cứ con vật vậy, ngay cả con gà cũng vậy, nó nở trứng, ấp trứng khoảng chừng tuần lễ sau nó nở ra đi, tự động nó đi kiếm ăn rồi. Trong khi đó con người ta nó rất là yếu. Dạ, nếu mà đẻ ra mà không có mẹ chăm sóc cho bú suốt trong mấy năm trời như vậy, lớn lên thì chắc chắn sẽ chết. Đó là về cái mặt thân thể. Còn cái mặt tinh thần cũng vậy, rất là yếu. Dạ. Bởi vì vậy cho nên là trên thế giới này có chia hai cái loại tôn giáo là hữu thần và vô thần. Hữu thần là cái nhóm hữu thần mà họ tin vào Thượng Đế, một đấng thần linh, để mà cái đấng đó có thể cứu chuộc được mình. Trong kinh Koran có một cái câu là hỡi những kẻ biết còn biết hãi sợ trong ngày phán xét, thì ngươi sẽ được ban phát cho hai khu vườn. Thì cái câu đó có nghĩa là có được hai khu vườn, là tới vườn địa đàng, địa ngục. Có nghĩa là tới ngày phán xét là mình phải đứng trước một cái tòa, một con quan, ông thần, phán xét là mình có được lên thiên đường hay là xuống quả ngục hay không. Còn về cái Phật giáo thì tạm gọi có thể là vô thần. Thật ra mặc dù là mình có tin, mình cũng tin vào Tam Bảo, nhưng mà thật ra Phật giáo tin rằng tất cả mình phải tự cứu lấy mình mà thôi. Mà qua sự tu tập, cúng dường, làm phước báo. Thế thì xin kính xin hỏi sư là thế là tới cái ngày mà mình trút hơi thở cuối mình qua đời đấy. Thì ai là cái kẻ phán xét mình có thể đi sinh vào cái cõi nhàn cảnh, là thoát khỏi cái bánh xe luân hồi, thoát cái kiếp khổ này? Cái tha lực nào đã cuộc đời mình đã, một con trùng vật khác, hoặc là cái con người khác, hoặc là những nhàn cảnh khác. Xin hỏi thưa. Xin rất tạ ơn sư. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ai là người làm việc đó? Xin thưa cái đó là Mr. Tony Nghiệp. Khi mà mình ngáp ngáp không ngáp rồi thì Nghiệp Nghiệp nó đang chờ mình. Anh chờ này nó coi anh cha này sau khi tắt thở nên vô chảo nóng chảo lạnh hay là đi đâu là do nghiệp ha. Nghĩa là mình ai có tính toán gì tính không thể nào qua mặt được anh tô này nghiệp này cả đó. Quý vị nên nhớ chuyện đó ha. Bởi vì chính thằng cha đó, đó anh cha tô này nghiệp này, còn nếu nói theo tiếng Tây là Robert Nghiệp đó, thì nó muốn đưa mình đi đâu
là nó có đủ khả năng nó làm việc đó. Nhưng mà tại sao mình biết nó có đủ khả năng? Tại vì mình là chủ nhân ông của cái hành động của mình. Quý vị nên nhớ là cái hành động của mình á, cái hành động thân khẩu ý đó, nếu mình chưa làm mình là chủ nhân của cái hành động đó thì mình gọi là chủ nhân của cái nghiệp. Nhưng khi mình làm rồi mình là nô lệ của cái hành động đó liền. Thành ra khi mình là nô lệ của cái hành động đó thì nó đưa mình đi đâu là mình phải đi đó, chứ mình đừng có hy vọng là không đi. Mày quăng tay tao vô chảo, tao không không vô mày làm gì tao. Hiểu quý vị biết liền à. Ở đời người ta nói là tận nhân lực bất tri thiên mạng, ý là tri thiên mạng. Nhưng mà chúng tôi thì nó ngược lại, tận nhân lực bất tri thiên mạng nhưng mà phải tri nghiệp. Hay nói trước khi mình làm gì mình nên nhớ là làm để khi mình làm rồi đó, mình lỡ mình là nô lệ của nó, vẫn là nô lệ của cái thiện pháp, nó vẫn tốt hơn là mình là nô lệ của bất thiện pháp. À, thì hành động hàng ngày của mình đó, hành động đó là thiện hay là bất thiện? Mình chưa làm hành động thiện hay bất thiện, mình là chủ nhân của hành động đó. Bởi vì mình tại sao là chủ nhân? Tại vì mình muốn làm hay là không muốn làm do mình. Nhưng khi mình làm rồi là mình là nô lệ của cái hành động mình chưa làm đó, thì nó nói gì là mình phải nghe. Cho nên nào mình nói không nghe, hồi xưa lúc tao làm tao đâu có biết mày đại đâu, khỏi lo, vẫn chết như thường. À, thành ra câu trả lời là nghiệp nó chi phối hết tất cả chuyện đó. À, thành ra khi mà cái bậc mà đắc tới tứ thánh quả đó, tại sao cái tâm họ không có không gọi là thiện hay bất thiện? Bởi thiện hay bất thiện vẫn còn đi lên đi xuống, nhưng cái tâm còn gọi là di tác, chỉ có tác động làm chứ không có tạo nghiệp nữa. À, thành ra xin trả lời câu đó là do ảnh nghiệp chứ không có ảnh nào đó. Nó ngủ với thầy vậy. Dạ, xa thú thành thai trong thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông là từ bi giảng dạy câu hỏi của thượng tọa Văn Không, của Sích Hà và Quỳnh Đạo Quỳnh. Dạ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài và con cũng xin tri ân những câu hỏi ạ. À, dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời có thể chất chát và có thể đưa bàn tay của mình lên ạ. À, dạ, kính lễ cô Túc Hạnh, cô phụ nữ phục hạnh vừa quan năm vào đạo tràng. Mến chào Nguyên Trang. Dạ, mến chào Sích Hoàng Nghiệp, kính chào Hiền Lê. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang vào đạo tràng có câu hỏi không Nguyên Trang? Nguyên Trang có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, Nguyên Trang nghe phải không? Có câu hỏi không? Câu hỏi đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên đi. Cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thanh Hoàng ngồi nghe hả? Bên nhà nghe Nhật Quỳnh rõ. Quỳnh Thanh Hoàng có câu hỏi không? Dạ, Pháp Nguồn Lào Cai có câu hỏi không? Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, chưa có ai có câu hỏi. Ngài cho con xin hỏi một câu ạ. À, con nghe có một vị giảng là mình mà nói với cái người người bệnh, thí dụ người ta bệnh rất là coi như là thập tử nhất sanh đi, nhưng mà mình an ủi người ta mà thì mình không có nói ở cái bệnh người ta quá nặng, người ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, mà mình an ủi với người ta với những cái câu mà
cứ như vậy, nhưng mà từ từ rồi nó sẽ bớt hay như thế nào đó, để cho người ta có cái tâm không có bị dao động. Như vậy mình có phạm giới nói dối không bạch ngài? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tổ mẹ. Dạ kính thưa chư quý vị, mình nói chuyện không thật thì mình phạm gì có gì đâu, bởi vì giới nói dối nó có bao nhiêu chi thì mình cứ dựa vào đó mình biết liền gì đâu. Thật sự ra đó, mình gặp những cái người mà trong cái lúc mà như vậy đó, thì mình không nên khuyên gì họ, mà mình nói những cái câu pháp mà mình học mà nó có lợi ích cho người ta. Chứ mình đừng có khuyên này khuyên nọ, chưa chắc gì người ta có thể người ta không nghe. Nhưng mà cái điều kiện của mình tạo là điều kiện nó không tốt thì mình lãnh đủ cho nói thế nào. Thành ra thường thường đó là cái người mà gần cái người bệnh hay cái người mà sắp mất đó, cái người đó phải thứ thiệt mới được, chứ không phải thứ thiệt đó mình nói là mình hại, vô tình mình hại người ta không chừng đó. Chứ không phải dễ đâu. Thành ra thường thường tại sao mấy cái nước mà theo Phật giáo đó, họ thấy vậy là họ mời chư tăng tới tụng kinh. Họ dựa vào cái chuyện, tôi không nhớ cái chuyện, có cái ông đó, ông nghe người trần đề, ông thấy chư thiên tới mắt ông đuổi đi đó, thấy không? Đó, tới người ta hoài tới thì thường thường bởi kinh là lời của Đức Phật. Thành ra khi mình nói những cái lời đó đó, nó vẫn giúp ích cho người ta ít nhiều. Đó, nó vẫn tốt hơn là mình khuyên người ta những cái điều mà ngược lại cái điều kiện của họ hiện có. Bởi vì mình không có khả năng mình hiểu họ như thế nào. Có những người đó, mình tưởng người ta vậy, người ta sợ, đang sợ sợ này, chưa chắc. Có thể người ta có những cái background nó tương đối là nó tốt. Mà mình nói cái câu điều không trúng thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cho người đó và cho mình đó. Chúng tôi không biết có kể cho quý vị nghe, có cái ông đó, ông bị ung thư, ông hỏi ông bác sĩ, ông nói bác sĩ cho biết, chúng tôi biết tôi sống được bao lâu để về, tôi còn nghe chia tài sản chia này chia nọ cho con đầy đủ để kêu ông dùng, tôi dạy nó một số điều rồi kêu ông dùng. Thì đại khái ông bác sĩ thì ông cũng nói né né, nhưng mà cái ông kia không hiểu sao không biết, ông về ông nằm chỗ luôn. Nghĩa là trước sau gì ông cũng đi rồi, bởi vì ông sợ quá rồi. Nghe nói là có thể là bệnh này rất nặng nhưng mà chưa có nguy hiểm gì, rồi mình đừng có nói vậy. Nói vậy là người ta sợ ghê lắm. Thì cái này cũng vậy. Nên nếu mà mình biết thì mình khuyên. Nhưng mà cái đó để bác sĩ khuyên đi. Còn mình á, thì mình nên nói những cái bài pháp tương đối giản dị và có lợi ích cho thì họ, thì họ nghe. Như vậy là nó vẫn tốt hơn là mình khuyên những cái điều mà không đúng. Thà mình nói những cái bài pháp hay là mình, những cái câu pháp nào á, nói để cho họ nghe, nó vẫn tốt hơn là mình khuyên những cái điều không đúng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân ngài đã chỉ dạy cho con hiểu được cách đối xử với một người bệnh. Dạ, con kính tri ân ngài rất là nhiều. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, sa thú, mời bằng nhà mời Chích Hà nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sang Thầy. Dạ, con kính lãnh ngài Chư Đức Linh Tông, Chư Tôn Đức Tăng, con kính các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và từ ngày sẵn cô Nhật Quỳnh hỏi về cái vấn đề người bệnh lâm chung thì con cũng có cái thắc mắc. Thì đa phần ở Mỹ đây thì khi người bệnh mà bác sĩ cho về để chuẩn bị chết thì thường họ cho những cái thuốc morphine để làm giảm đau. Thì
để cho giúp cho cái người sắp ra đi thì không có bị đau đớn, nhưng mà con có cái thắc mắc là khi những cái thuốc đó nó mình tiêm vô cái người thân mình thì đa phần là nó có sự hôn mê, thì cái hôn mê đó thì con biết khi mà mình hôn mê mà đi trong cái trạng thái hôn mê cũng không có tốt, nhưng mà nếu mà không cho thuốc thì cũng có cái sự đau đớn, thì nó lại có cái trạng thái đau đớn không được an an, cái tâm cũng không được an ổn, thì nếu như vậy thì nên hay không nên để cái người thân của mình, nếu mà hôn mê thì cũng tốt, mà nếu mà không cho thuốc cũng không xong, thì ý con hỏi là không biết là nên làm như thế nào đó, thì để cho cái sự ra đi nó cũng nhẹ nhàng mà cũng không đau đớn, nhưng mà nếu thuốc thì cũng mê man thì cũng không tốt, thì con có thắc mắc gì vậy? Để con kính trao mic lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bố Thầy Giả Kinh Bạch Thầy Thông Hạng Giả Kinh Thầy Thủy Quý Vị. Thật sự là bác sĩ thì họ có một số cái điều kiện của họ để họ làm. Thuận nghiệp mình là xấu hay tốt là do mình, cho mình có nói gì cũng không có được. Bởi vì mình đau quá mình rên thì bác sĩ nó cũng ấy. Nhưng mà cái người mà nếu mà cái nghiệp tốt họ đau mà họ không có rên. Tại vì họ có một số kiến thức kiện để giáo pháp của Đức Phật chẳng hạn. Thì lúc đó là không ai chế tính cái chuyện mà chích hay là cho uống thuốc này lúc nãy đâu. Nhưng mà nó thật sự ra đó, bởi khi mà mình được chích cái đó vô đó, người ta vẫn tưởng nãy, nhưng mà nên nhớ đó, khi cái lậu cần tử nó phát sinh là cái điều kiện của nó, những cái đối tượng nó dồn nghiệp rồi, là họ vẫn theo cái nghiệp đó. Họ mình không thể nói là lúc đó cái tâm của họ bị thuốc mê thuốc độ đó, tâm bị thuốc mê thuốc độ đó trong thời gian mà chưa tới gần cái lậu cần tử, chứ tới lậu cần tử thì cái lậu nó phát sinh, cái người đó những cái đối tượng mà nó xuất hiện là do nghiệp, thành nên người đó đã đi theo là đi theo cái chỗ đó, chứ không phải là đi theo do tại vì mình bị chết thuốc tê thuốc gì đó, không phải nha. Với cái nghiệp mình nó tốt á thì mình chắc chắn là cái cần tử nghiệp cái nó có cái đối tượng tốt. Còn nó xấu thì bây giờ mình chích thì nó cũng xấu thôi, chứ không phải gì đó. Cái nghiệp nó theo rồi. Cái nghiệp cũng xấu quá rồi mình mới bị những cái trường hợp đó. Nên, chứ còn nếu không thì... Đấy. Nhưng mà nếu mà mình có điều kiện thì mình nên nói thẳng với ông bác sĩ là khỏi chích cũng được. Nên. Còn trường hợp mình không có điều kiện thì chết, nhưng mà chắc chắn là tới lậu cần tử là nó không còn liên quan tới mấy cái này, bởi vì lậu tử nó phát lên cái là mình thấy cảnh giới rồi, khỏi lo gì cả. Nó mù tại vậy. Dạ sa thứ con kính tri ân ngài. Dạ sẵn ngài cho con hỏi thêm câu cũng hơi liên quan chút. Con có một người thân cũng mới có một con chó nuôi, thì nó cũng ở cái giai đoạn mà nó bệnh đó thưa ngài, thì phải quyết định là một chó chích thuốc cho nó ngủ. Thì con thắc mắc là khi mà mình quyết định, dù rằng cái tác ý là mình không có muốn cái con vật đó nó đau đớn cho nó đi cho lẹ, nhưng mà cái tác ý để muốn cho cái con vật đó nó chết liền thì vẫn phải phạm giới, dù là tác ý không, vẫn là cái tác ý muốn cho nó sự an lành của nó, nhưng cái chi thì con nghĩ nó vẫn phạm. Thì cái đó là con hiểu như vậy, con không biết có đúng hay không, vậy con trao lại cho người giảng dạy thêm. Nam mô Bố Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tàu Hàng Giả Kinh Thừa Chư Vị. Mình nuôi chó anh chị tới đó mình khổ vậy, chỉ như mình làm gì mà nó đầy đủ chi ra là chi là cái điều kiện để mình phạm giới hay không phạm giới, nhớ chuyện đó. Hay là khi mình làm những cái chuyện đó thì chắc chắn mình phải lãnh rồi, chứ không đừng nói là không có lãnh. Nhưng mà nặng hay nhẹ là tùy theo một số cái điều kiện và cái môi trường của mình đang sống. Thành ra nhiều người nghĩ cái chuyện nhỏ thì cứ làm, nhưng mà nếu những cái hành động đó mà nó phát sinh trong thời gian cần tử thì nó đều nguy hiểm, chứ đừng có nói là chuyện không nguy hiểm, rất là nguy hiểm.
Vì nó là cái nhân để nó làm cho mình đi về khổ cảnh. Bây giờ mình làm cái chuyện đó, dầu rằng mình làm với con chó thì con chó nó chết thì nào mình không có bàn. Đây nó có cái nghiệp riêng của nó mà mình cũng không có sự suy nghĩ nào để mình hiểu nữa. Nhưng chính cái người làm đó, tới chừng cái lậu cần tử người đó phát sanh, có thể là có cái điều kiện để người đó đi về cõi khổ. Mình đo lường ở chỗ đó chứ mà không nên đo lường. Con chó nó đi về cõi khổ gì? Cái chuyện đó nó là súc sanh chắc chắn, cái cõi nó đi về cõi tốt là rất là hiếm. Nhưng mà mình làm cái hành động đó, mình đang là người rồi, mình phải đi xuống bốn đường đạo thì cái chuyện đó mới chuyện đang nói. Chứ còn cái chuyện mà chó hay mèo, cái chuyện mình muốn đừng có dính giáp thì đừng có nuôi nó thôi. Chứ mình nuôi rồi cái mình làm bậy rồi mình chết mình chịu, chứ mình thắc mắc gì nữa. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú thành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Sích Tha và cảm ơn câu hỏi của Sích Hà. Dạ, nhưng mình đã cảm mít rồi. Sa thú Ngài Nguyên Trang nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sam Kha Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính lãnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính lãnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, kính lãnh lễ Sư Quán Không, kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, kính thưa Ngài, con có một câu hỏi ạ. Dạ, thưa Ngài, khi mà con nghe những vị giảng Pháp đó, thì con nghe như vậy nè Ngài, là các vị nói đó là thường á, là mình có tâm, cũng như là trong mà khi mình học về vi diệu pháp 52 tâm sở đó Ngài, thì 25 tâm sở tịnh hảo và 14 tâm sở bất thiện đó Ngài, thì con nghe các vị đều nói là mình có hai cũng như mình cái tâm thiện rất là nhiều nhưng mà cái tâm bất thiện thì ít, nhưng mà mình không xài cái tâm thiện mà mình cứ dùng cái tâm bất thiện không à. Đó thì ở đây đó Ngài, con có thắc mắc là có phải là tất cả chúng sanh đều có tâm thiện và tâm bất thiện, nhưng mà tại vì mình không có huân tập cái tâm thiện mà mình cứ xài cái tâm bất thiện hoài nên mình mới trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi đúng không Ngài? Là bản chất là mình đã có tâm thiện đúng không Ngài? Tại vì trong cái bản vi diệu pháp nó cũng hiện ra là 52 tâm sở đó Ngài. Và con có thắc mắc, con kính xin Ngài có thể chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn ạ. Để con không có bị hiểu sai đó Ngài. Con kính tri ân Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Trong người mình là bất thiện nó nhiều, sao thiện nó nhiều được. Mình nhìn vô tâm là nó có tới 12 tâm bất thiện, trong khi cái tâm thiện trong 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 cái não của mình nó chỉ có 8 thôi. Mà 8 cái đó thường là mình chỉ xài có 4 à. Gọi là 4 ly trí đó. Chứ làm sao mình thấy được. Nghĩa là bảo đảm là mình làm ác nhiều hơn làm thiện. Bởi vì trong tâm bất thiện á, tâm ác nó nhiều đã nhiều hơn là nó tới 12 rồi. Tâm thiện nó có 8 mà mình chỉ dọn dẹn có 4, xài có 4 chứ có 4 nào chắc có xài. Thành ra khi mà mình làm gì đó thì chắc chắn. Mà bây giờ mình muốn biết nó đúng hay không dễ lắm. Từ sáng tới mình mở mắt ra cho tới mình lên giường mình sắp ngủ lại buổi tối đó, mình nhìn lại cái đoạn đường từ sáng tới giờ đó, cái tâm mình nó dính vào cái ác nhiều hay là cái thiện nhiều? Bảo đảm là dính vào cái ác nhiều. Cái chuyện bình thường mà dễ thấy nhất á, mình trên đường mình đi làm cái việc gì đó, đồng ý mà nói mình đi chùa đi, mình đi tới chùa đi, em nghe nó có ông giảng sư rất là nổi tiếng để thuyết vậy. Trên đường quý vị đi chùa, quý vị đi ngang cái chợ, quý vị thấy hai bà cô chống tay chống nạnh chửi nhau ông chồng, quý vị vẫn đứng lại nghe thỏa thích như thường phải không?
Nghe xong về còn kể cho hàng xóm nghe còn hay hơn gì mấy cái người đang chửi lộn. Bây giờ mà mình nói mình cái tâm thiện nhiều sao được đó. Hoặc là những cái chuyện khác nữa, ví dụ như trên đường đi, ví dụ như Trang lái xe trên đường đi đi xuống chùa đi, nhưng mà chẳng ngang cái qua mạc hay là target gì thấy nó sale 70% vẫn thỏa thích như thường phải không? Thì mình nói mình ngon 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 chỗ nào? Anh nói cái chuyện để cho cái tâm mình á nó nghiêng về thiện pháp nhiều á là mình phải thực hành hàng ngày. Để cho cái thiện nó có cơ hội để nó phát sinh. Mà thường thường là mình không có để ý. Mình hở một chút xà tham, hở một chút sân, hở một chút là kiếm chuyện người ta. Thành ra thường thường trong vòng một ngày đó, chưa chắc quý vị đó là cái một cái trang trang sách Phật pháp nào ra để đọc đâu cũng có. Nếu là dùng toàn cái tâm bất thiện để đi làm chuyện gì đâu không à. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói người đi xuống giống như lông bò, người đi lên giống như sừng bò là vậy. Nếu mà tâm thiện mình nhiều là mình đâu có đi xuống nhiều. Ngay cả trong thời gian có vị Phật xuất hiện, giống hạn như Đức Bổn Sư của chúng ta đó, 45.000 ngày hoằng pháp đó, cái số người đắc và cái số người đi nghe pháp cái số này nhiều hơn. Hàng ngày đó nghe, hàng ngày ngày và hàng ngàn vị thánh tứ thánh tăng tứ thánh đó, đi để quý vị đề bát rất nhiều. Nhưng mà trong những số người để bác được, như người để thấy được giáo pháp Đức Phật đó. Nhớ vậy đó. Anh nói có người mình là luôn luôn là nghiêng về pháp ác nhiều, chứ không có nghiêng về pháp thiện. Thành ra mình phải cố gắng mình tạo cái điều kiện để cho kể từ ngày hôm nay cái tâm mình suy nghĩ về thiện nhiều hơn là suy nghĩ giả. Thì từ 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 nó mới dương lên được. Chứ còn nếu không á, mà nhớ mình hết cái phước chứ sao mình sanh vào cái nơi mà không có giáo pháp Đức Phật, chắc chắn là cái tâm mình ác nhiều hơn. Ngay cả mình sanh ở cái xứ mà có Phật giáo pháp Đức Phật, cái tâm mình vẫn ác gì chứ làm sao không ác được. Tại vì mình không tạo cho nó cái môi trường để cho nó có sự suy nghĩ cho nó đúng đắn. Mà không có sự suy nghĩ nó đúng đắn, mình không tạo cho nó điều kiện thì nó suy nghĩ chặt lách như thường. Thành ra về nhà ngồi thử đi, thử đếm thử vài ngày thử biết từ sáng tới chiều tâm thiện phát sanh nhiều, tâm ác phát sanh nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú sa thú. Dạ con kính tri ân ngài đã giảng dạy cái câu hỏi của con ạ. Dạ thưa ngài, nếu mà chưa có bàn tay cho con xin hỏi. Cái điện thoại con cũng không thấy bàn tay nữa. Dạ cho con xin hỏi thêm một câu hỏi nè. Dạ thưa ngài, tại vì á, con nghe có người nói như vậy nè ngài. Cũng như là dạ đúng khi mà mình học á, thì mình thấy là mình cứ tham sân bực cái này bực cái kia, mình cứ sống trong cái phản ứng tâm mà cái như là thích và không thích. Thì một cái đó ngài là con nghe cũng như có người nói là cũng như là chúng sanh đi, cũng như là con người đi, là bản chất là bất thiện, bản chất là bất thiện, nhưng là chỉ là cũng như là tham sân si không mà bản chất là bất thiện, nhưng mà con cũng có một, con nghe như vậy nhưng còn con cũng, tại vì con cũng có thắc mắc là thật ra một cái chúng sanh á, một cái con người của mình đi, mình nói chúng sanh thiệt nhiều, mấy con côn trùng này nọ thì con không dám nói, cũng như cái con người của mình đi, thì thật ra con người của mình
cũng có tâm thiện và tâm bất thiện đúng không ngài? Nhưng mà tại vì cái tâm bất thiện nó nhiều quá, như ngài nói đó, nó nhiều quá nên mình cứ sống trong cái bất thiện rồi tham, mà cứ tham rồi sân rồi tranh chấp với nhau này nọ. Dạ con ở đây là con muốn biết là thật ra bản chất con người là cũng có tham, cũng có tâm thiện và tâm bất thiện đúng không ngài? Dạ, một cái tại vì một người thì nói là toàn là bất thiện không mà tham si không. Dạ, nên con kính xin ngài có thể giảng dạy cho con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin xuống metta. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch Thế Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Thật sự cái tâm của chúng sanh á, bất thiện nó đã nhiều rồi, và cái môi trường nó làm cho cái tâm bất thiện nó dễ phát sinh và dễ phát triển. Quý vị cứ nhìn xung quanh quý vị 10 cây số vuông đi, thì dùng quý vị đang ở đó, nó có bao nhiêu cái chùa và có bao nhiêu cái tiệm mà bán tạp hóa. Quý vị cứ nghĩ đi, thấy không? Thì cái cơ hội quý vị đi chùa nó ít, thì cơ hội làm phước nó ít chứ sao đó. Thì cái cơ hội mà đi rìu ví dụ như bây giờ quảng cáo như vậy, quý vị thấy hàng ngày nó quảng cáo gì, lottery lên 300 mấy trăm ngàn, nó quảng cáo đó rất nhiều. Có bây giờ nó quảng cáo cái chùa đó có ông Tam Tạng Pháp Sư mới tới, quý vị tới nghe không? Có giờ không, thấy không đó. Bởi vì cái môi trường mình sống nó đã giúp cho mình thiên về ác pháp rất là nhiều. Rồi cái thứ hai nữa đó, cái não mình nó có cái đồng minh để nó đi theo cái đó. Thành ra mình mà không cố gắng, mình không có đầy đủ niệm, thì chắc chắn một điều là mình xuôi theo cái xã hội mình đang ở đó. Mà chắc chắn cái xã hội mình đang ở phải là làm ác nhiều chứ không thể làm thiện nhiều. Nếu quý vị ở, ví dụ mình nói ở Sài Gòn đi, quý vị chiều thấy tăng sở có người ta có vô chùa không? Để học hỏi giáo pháp, để hành thiền không? Hay là ghé cái chỗ mà nhậu nhẹt? Đó, cái môi trường nó vậy đó. Mà mình không tự thức, đánh thức chính mình đó, thì mình sẽ lọt vào những cái chỗ mà cái điều kiện nó rất là xấu xa như vậy. Rồi giờ mình có đổ thừa ai cũng không được. Cái đó là mình phải có đủ cái khả năng, đủ cái can đảm để mình quay đầu. Mà mình quay đầu thì mình thấy con cha kia nó ngó ngó mình, cái mình mắc cỡ, mình đi theo nó, thấy không? Đó. Có hay đâu. Có nhiều người nó phải nói chứ, cuối tuần lái đi đâu, lái rồi gác này kia, nó vui chứ nếu mà nói đi vô chùa cho nó vui giống như đi lái rồi gác thì ta đi chùa nhiều hơn, phải không? Nhưng mà khó lắm quý vị, cái môi trường nó đã giúp cho chúng ta càng ngày càng có nhiều ác pháp. Nam mô Bố Thà Dạ. Nam mô Bố Thà Dạ. Dạ con kính tri ân ngài, ngài đã giảng dạy cho con được hiểu. Dạ, dạ con kính tri ân ngài rất là. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mic nha cô, con kính gửi mic lại cho cô ạ. Con kính cảm ơn cô. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải câu hỏi của Nguyên Trang. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều và đặt câu hỏi. Dạ, Nam Mô Bố Thà Dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh. Ôi chết rồi, ngài bị rớt nét rồi quý vị ơi. Dạ, Nhật Quỳnh đang định mời Quỳnh học Phật Pháp, ngài rớt nét rồi. Để chút xíu coi ngài có trở lại không. Dạ, con thấy ngài Liễu Tông đã trở lại đạo tràng. Dạ, Quỳnh học Phật Pháp có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Quỳnh? Alo, Quỳnh học Phật Pháp.
Dạ, xà thủ. Bây giờ ngài rất mất cho ngài trả lời rồi. Bây giờ tới phiên Quỳnh Nhàn. Dạ, kính mời Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ và mến chào các anh chị đạo hữu. Dạ, con xin cảm ơn các anh chị cho biết âm thanh tốt. Dạ, thưa sư, con có một cái vấn đề muốn nêu lên, nó là như vậy thưa sư, đó là cái tam tướng đó thưa sư. Tam tướng, tướng vô thường, tướng khổ và tướng vô ngã đó, thì đó là cái khái niệm chế định mà có thực tánh hay là không có thực tánh thưa sư. Dạ, xin sư giảng giải về cái chỗ này. À, tại vì đây là cái đối tượng rất là quan trọng ở trong cái vấn đề về mình hành thiền quán. À, thì đây nó là cái một cái khái niệm chế định nhưng mà nó có thực tánh hay không. Dạ, con gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn này, dạ, kính thưa chư quý vị. Thực sự đó, vô thường, khổ não, vô ngã nó vừa vào cái thực tính pháp để người ta chế định cái đó. Chứ cái cá nhân của nó đó là nó không có thực tính, không có thực tính pháp. Tại sao chúng tôi nói là không có? Tại vì quý vị nên nhớ đó, cái người hành thiền đó không phải dùng cái trạng thái đó để hành. Mà người đó hành là thấy danh sắc. Rồi dùng cái trạng thái sanh diệt của danh sắc để đưa tới cái điều kiện đó. Khi mà danh sắc nó sanh diệt, đối với một số người thì họ thấy đó là khổ. Dựa vào thực tính pháp để đưa tới cái đó. Cũng có người thấy sự sanh diệt của danh sắc thì họ thấy đi vô thường. Cũng có người thấy cái trạng thái sanh diệt của danh sắc thì họ thấy là vô ngã. Thành ra ba cái danh từ chế định đó, đó để dựa vào cái điều kiện mà cái người đó thấy. Nhưng mà thật sự người đó thấy là thấy thực tính pháp chứ không phải là thấy cái kia. Mà nhớ vậy đó. Cái kia. Nhưng mà những cái chuyện đó, đó nó liên hệ nhau rất là chặt chẽ. Bởi vì nếu mình không thấy danh, không thấy được trạng thái của thực tính pháp sanh diệt thì mình không thấy cái kia. Mình không thấy cái trạng thái sanh diệt của thực tính pháp thì mình cũng không thấy cái vô thường, cũng không thấy cái vô ngã gì. Nhưng mà hỏi cái danh từ vô thường nó có thực tính pháp không? Không. Nó chỉ là cái danh từ để chỉ cho cái trạng thái của danh sắc. Thành ra cũng giống như chúng ta nói nhiều lần, thì Đức Phật dạy cho mình, ngài dùng cái chế định để diễn tả một số điều kiện. Nhưng mà cái người hành đó không phải thấy được cái chế định đó mà thấy cái điều kiện mà được diễn tả bởi những cái chế định đó. Nhưng mà thấy cái điều kiện đó, đó thì mới vậy. Thành ra một số cái trường thiền sau này họ cũng áp dụng cái đó. Nhưng mà tại vì đa số thiền sinh không có pháp học, thành ra không thấy được cái đó. Chúng tôi từng thí dụ đó, nhiều người đi vô trường thiền ngày Ma Si, nhìn phòng xẹp, rốt cuộc không biết nó là cái gì. Phải nhớ vậy. Bởi vì nếu mình không có pháp học tới nơi, mình không biết nó là cái gì. Mình không phải nhìn cái bụng để thấy phòng xẹp, cái bụng phòng xẹp phái. Đó. Nhưng mà mình quán phòng xẹp để thấy cái gì? Thấy chân đế pháp đàng hoàng. Mà cái chân đế đó là gì? Chân đế đó là chịt tà chá qua vô tha tụ. Tức là khi mà cái mình trước khi nó phùng cái tác ý của cái bụng muốn cho nó phùng ra, nó nhanh lắm, mình không thấy cái đó đâu. Nhưng mà khi có tác ý như vậy đó thì nó phát sinh chất gió nó chuyển động, nó mới làm cho bụng phồng ra. Thành ra mình nhìn cái bụng mình niệm phòng xẹp để mình thấy cái tác động của chất gió nó di động, chứ không phải để thấy cái bụng phồng bụng xẹp. Thì trường hợp này cũng vậy,
mình nhìn vào thực tư pháp để mình thấy, mình thấy cái vô thường không nào ngã, nhưng mà mình thấy cái đó dựa vào cái thực tính pháp chứ mà không có thực tính pháp. Cũng giống như mình hành thiền hồn xẹp là mình, Đức Phật dạy mình hay là thiền sư nói mình nhìn cái phòng cái xẹp, nhưng thật sự là mình phải thấy cái sự chuyển động của cái gió, không phải chuyển động của cái phòng cái xẹp đó. Nhưng mà khi nếu mà nói là mình nhìn để mình thấy chất gió nó chuyển động thì người ta nhiều khi rất là khó, thì người ta có cái chuyển động sẵn thì nhìn như đó để cái niệm phòng a xe ba ngoài ra. Nhưng mà cái người mà có học đàng hoàng đó nhìn vô đó sẽ thấy được thực tính pháp đó. Mà thực tính pháp qua cái điều kiện đó, thành ra cái thực tính pháp và cái chế định pháp nó liên hệ với nhau, nhưng mà nó không có connection chắc chắn để cho mình thấy hai cái nó là một. Cũng phải, nó ở một chỗ, nó là một chuyện nhưng mà nó quay là một. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính cảm ơn sư ạ. Như vậy là cái tam tướng đó nó là cái pháp chế định. Như vậy mà pháp chế định đó, thưa sư, khi mà nó là cái tướng cái vô thường khổ vô ngã là chế định, mà chế định đó, thì nó không có vô thường, đúng không thưa sư? Đã là pháp chế định thì nó không có vô thường, tại vì nó không thể nào nó diệt được hết. Pháp chế định thì nó không có diệt, đúng không thưa sư? Đại mít là cha sư ạ. Xin sư chỉ dạy chỗ này, ở chỗ cái pháp chế định. Pháp chế định thì nó là vô ngã, nó vẫn có là cái tính là vô ngã, nhưng mà nó không có vô thường, đúng không thưa sư? Ví dụ như cái tên tu học Phật pháp này là chế định này, thì nó đâu bao giờ nó diệt được thưa sư. Ví dụ là ở dưới cái thực thể nó có mất, nhưng mà cái tên này cũng đâu bao giờ nó diệt được. Thì con không biết là hiểu như vậy có được hay không. Dạ con gửi mít cho sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư quý vị. Nghĩa là nó không có thực tính pháp, nhưng mình phải dựa vào thực tính pháp để mình có cái đó. Chúng tôi nói nãy giờ đó, mình dựa vào thực tính pháp để mình thấy cái gì? Thấy cái chế định là vô thường. Nhưng mà cái vô thường, hỏi cái thực tính pháp của vô thường là gì? Nó không có. Nhưng mình dựa vào danh sắc để mình thấy vô thường. Đó. Chẳng có gì đó. Giống như mình có cái chế định là cái ghế có hay không, không có sao anh ngồi được, nhưng mà nó có là có cái gì. Thành ra mình phải nhìn vào một số cái điều kiện để mình nhìn, để mình thấy cái connection của nó, rồi mình mới biết nó là cái gì. Bởi vì có những cái đó nếu mình không dùng chế định để mình diễn tả đó thì mình không biết, nhưng mà mình diễn tả cái điều mình muốn biết, nhưng mà nó không phải là cái điều mình thấy để biết. Hai cái khác nhau, diễn tả cái điều muốn biết chứ không phải cái điều thấy để biết. Hai cái nó khác nhau, nhưng mà nó ở chung một chỗ. Đó. Thành ra có những cái chuyện mà mình nó, nếu mình dùng cái ngôn từ mà để mình diễn tả thì rất là khó khăn chứ nó không phải vậy. Thành ra đa số mà, cái người mà hành thiền á, người ta không bao giờ ta nghĩ nhiều tới những cái chế định như vậy đó. Người ta chỉ thấy đô trình dân pháp dân thiện là thấy cái gì mà thôi. Đó. Ví dụ như hỏi anh nhìn phòng xẹp, anh thấy phòng xẹp không? Dạ không, con chỉ thấy cái sự chuyển động của chất gió mà thôi. Thấy không? Chứ anh nhìn phòng xẹp đâu thấy phòng xẹp. Nếu anh nhìn phòng xẹp mà anh thấy phòng xẹp thì thôi anh khỏi hành luôn. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, con kính cảm ơn sư ạ. Dạ, con hiểu cái vấn đề mà sư... trình bày sư vừa mới dạy rồi, là tức là mình phải gắn cái khái niệm vô thường đó, mình dựa trên cái thực tính pháp
của cái pháp thực tính đó, đó để mình nhận ra. Dạ. Nhưng mà ý con muốn hỏi rằng là cái pháp chế định đó thưa sư, ví dụ như là danh chế định đi, thì nó có vô thường hay không? Con nói pháp chế định chứ con không có nói cái pháp thực tánh mà nó gắn kết với lại cái pháp chế định. Không có nói cái pháp thực tánh mà nó làm nền tảng cho pháp chế định, mà con chỉ hỏi rằng là pháp chế định, ví dụ như là danh chế định, thì nó có vô thường hay không? Vậy thôi ạ. Dạ, con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Danh chế định không có vô thường bởi vì nó không có sanh diệt. Khi danh chế định nó đâu có sanh diệt đâu. Mà cái vô thường hay cái khổ nái, cái vô ngã nó phải dựa vào cái sanh diệt. Chứ còn mình nói là danh chế định hay sắc chế định gì nữa, nó không có vô thường, khổ não, vô ngã gì đó. Bởi vì nó không có sanh diệt. Nó nhớ chỉ vô thường, khổ não, vô ngã là dựa vào cái sanh diệt của cái thực tính pháp, cái gì sanh diệt của nó. Còn cái vô thường, khổ não, vô ngã nó đâu có sự sanh diệt. Phải không? Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, như vậy là con làm rõ được cái điểm đó lại để xác nhận lại đúng. Như vậy là pháp chế định thì nó chỉ vô ngã chứ nó không có vô thường. Pháp thực tánh thì nó mới có vô thường, khổ, vô ngã. Dạ, rồi con quay lại tiếp tục cái vấn đề như vậy thưa sư. Tại vì sẵn mình đề cập tới cái sự sanh diệt ấy, thì các cái pháp thực tánh, ví dụ như là danh pháp đi, thì nó sẽ là sanh diệt là rất là nhanh, nó sanh diệt liên tục. Và có thể nói rằng là nó vừa mới sanh lên là nó diệt mất liền. Nó vừa mới sanh lên là nó diệt mất liền. Tức nghĩa là nó không có một cái thời điểm nào để mà nó có một cái tướng cố định nào hết. Nó không có dừng lại cố định ở một chỗ nào hết. Nó vừa sanh lên là nó mất liền. Thì cái đó là bên là cái danh pháp. Con lấy ví dụ như là tâm tham đi. Con lấy ví dụ như cái tâm tham đi. Thì tâm tham nó sẽ sanh diệt rất là nhanh, liên tục. Sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Thì như vậy rõ ràng á thưa sư, đó là gì? Như vậy thì nó chỉ có cái tên tâm tham thôi là cố định thôi. Còn cái nội dung, tức nghĩa là cái thực thể bên dưới tên đó, thì nó đã sanh diệt liên tục, nó thay đổi liên tục. Nó không có đứng yên ở một cái tướng nào cả, một cái pháp nào. Giống như là mình nhìn vô một cái thác, mình thấy nó nguyên một cái cột nước, nhưng mà thật ra nước ở bên trong là nó luôn luôn thay đổi mới. Tương tự giống như vậy, con thấy rằng là cái ví dụ như mình gọi là tâm tham, thì thật ra nó chỉ có cái tên thôi, chứ còn cái nội dung ở bên dưới là nó đã thay đổi liên tục, sanh diệt. Nó không có một cái cố định nào mà nó tương ứng với cái tâm tham. Thì không biết hiểu như vậy là có vấn đề gì hay không thưa sư. Tại vì khi mà nếu như mà thực sự thật nó là như vậy đó, là tâm tham nó chỉ có cái tên thôi, chứ còn cái nội dung của nó là nó đã thay đổi liên tục. Mà nếu như vậy thành ra là cái việc mà mình nhận biết một cái pháp thực tánh, thật ra đó là chỉ mình nói trên lý thuyết thôi, chứ còn thật ra tất cả là đều chỉ là nhận biết trên chế định hết mà thôi. Không biết như vậy như thế nào. Và con muốn xin xác nhận lại cái thấy biết của con thôi. Và con kính gửi mic cho sư ạ. Xin sư quan hỷ giải thích cho con cái chỗ này. Dạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thì tâm tham nó chỉ là chế định thôi, chứ nó là cái gì đâu. Hay cái sắc thinh hương vị xúc nó đều là chế định thôi. Nhưng mà chế định đó nó ta dựa vào Đức Phật, dựa vào cái điều kiện để chế định cái tên như vậy. Nghĩa là quý vị coi cái tâm tham nó có 4-5 chuyện để nói đó, thì ta dựa vào cái đó. Chứ hỏi là ai thấy tâm tham? Thì chỉ hỏi Đức Phật không mới đúng chứ. Chứ còn thấy không? Thành ra khi mà trong chú giải giải thích á, hỏi mình
cái người mà hành thiền tới hành thiền đầu tiên thấy cái gì để xác định là những cái gì, là bao giờ là thấy sắc không ạ? Sắc phát sinh từ tâm, thì tại sao sẽ phải chỉ quan sát được sắc phát sinh từ tâm để thấy? Bởi vì sắc phát sinh từ tâm là nó sanh diệt theo cái lộ trình tâm. Đó. Thành ra người ta dựa vào cái như một số cái chuyện gì để người ta biết cái đó là cái gì. Nhưng mà thường thường người ta biết là cái gì rồi đó thì người ta dựa vào cái chế định Đức Phật đặt tên nó là cái đó. Nhưng mà dựa vào cái đó để mình nói là nó là cái đó là không được. Thấy mình không thể diễn tả được. Nhưng mà mình dựa vào chế định của Đức Phật để mình nói tới cái điều mình đã thấy. Chứ bây giờ hỏi tới thật sự ra, nếu mà chúng tôi thí dụ về để cho quý vị hiểu, để cho thấy nó sanh diệt nó nhanh vậy đó, thì cũng giống như ngày xưa đó, mình có cái máy in gọi là Matrix. Quý vị búng cái chốc là nó bấm cái hàng triệu cái chấm. Rồi khi mà nó chấm, nó que lại thì mình đã mới đọc thành cái chế định là chữ gì đó. Là nhờ vào những cái chấm đó. Thì bây giờ cái tâm hay cái sắc cũng vậy, nhờ giờ những cái chấm như vậy để người ta đặt tên nó là tên gì. Nhưng nếu mình dựa vào cái tên đó mình nói nó là những chấm đó, là nói nó là nó không đúng. Bởi vì tại sao? Bởi vì mình dựa vào cái thực tinh pháp để mình chế định một cái danh từ đó, thì cái danh từ đó là chuyện của danh từ đó, và thực tinh pháp là chuyện của thực tinh pháp, chứ mình nói hai cái là một không được. Mình nói là hai cũng nó cũng không đúng. Đó. Thì bởi vì cũng giống như người ta đặt tên cho cái anh đó là anh A, anh B đó, thì ảnh gồm những có những cái gì? Trong đó vừa có thực tính pháp, vừa không có, có cái không phải thực tính pháp. Nhưng mà nó gộp lại một số chuyện gì đó, thành ra mình mới biết nó là ai, là tên gì. Nhưng mà cái tên đó là nó không thể nào là dính dấp gì tới cái thực tinh pháp trong cái thân của anh này. Thì cái này cũng vậy. Bởi vì những cái mình nói gì với danh sách là nó xem việc nhanh ghê lắm, mình không có ấy được. Cái người mà thấy cái thực nó như thế nào đó chỉ có Đức Phật mà thôi. Rồi người dùng chế định để người dạy mình học, thì mình thấy thí dụ như mình nó phải nói cho cái búng tay Đức Phật thấy bao nhiêu chuyện, mình búng 10 lần mà búng tay cũng chưa thấy gì đó. Chứ đâu phải dễ đâu. Những cái đó nó rất là nhiêu khê mà quý vị, nó thật sự chứ biểu giải thích thế nào giải thích cũng không thể giải thích để cái người thấy rồi đó mà muốn giải thích để người khác hiểu cũng chưa chắc là giải thích được. Đa số là chúng ta dựa vào pháp học để chúng ta giải thích một số chuyện vậy thôi. Khi mình giải thích đó để mình hiểu, để khi có dịp mình hạ thủ công phu đưa tới cái kết quả như vậy, chứ không phải là mình giải thích để biết nó có hay không. Rất là khó, chứ đâu phải dễ đâu. Giống như hạn như mình nói, mình thấy sắc sanh diệt là vô thường. Hai cái chuyện nó khác biệt nhau hoàn toàn. Nhưng mà khi nếu mà mình có trải nghiệm qua một số cái điều kiện đó, thì mình thấy nó là như vậy. Nhưng hỏi nó có phải là một không? Không phải. Mà hỏi là hai không? Không đúng. Thành ra đang cố gắng hành để hiểu, để thấy như vậy thôi. Chứ còn mình đi ra giảng là mình phải dựa vào lời dạy Đức Phật giảng. Chứ mình phải nói là tôi thấy vậy là nó chơi vui vui cho nó thiệt, không ai hiểu hết. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ. Ở đây con không có nói là mình có ai là mình có khả năng mình thấy được tới từng cái pháp thực tánh của sư không. Con chỉ đề cập tới là cái gì? Là theo cái giáo lý dạy đó, thì một cái tâm nó sẽ sanh diệt rất là nhanh, nó không có trụ lại ở một cái tướng nào hết.
Như vậy á, rõ ràng là cái gì, khi mình nói tới cái chữ tâm tham á, ý con cũng nói rằng á, như vậy là nó chỉ có cái tên thôi, chứ còn cái mà gọi là cái thực thể, cái thực thể hay là cái thực tánh mà nó tương ưng với lại cái tên đó thì nó đã thay đổi liên tục rồi. Điều đó nó sẽ dẫn tới một cái hệ quả là cái gì, là cái chữ tâm tham nó sẽ không, vì nó không có cái thực thể tương ưng, cho nên rằng là đúng ra mà nói thì nó đâu có cái thực tính, nó đâu có cái xá pha quá. Nhưng mà đằng này á, là chúng ta học về tâm tham là chúng ta có học về những cái xá pha quá, học về cái thực tính của nó. Như vậy thì chỗ này mình nên hiểu nó như thế nào đó, ý con là như vậy đó thưa sư. À, tại vì như vậy thì rõ ràng khi mình nói tâm tham thì giống như là mình nhìn vô trong một cái cột, một cái thác nước, thì mình thấy nguyên cái cột thác nước như vậy thôi, chứ còn nước ở bên trong nó đã thay đổi mất tiêu rồi. Thì tương tự như vậy, tâm tham nó chỉ còn có cái chữ tâm tham thôi, chứ còn cái nội dung, tức nghĩa là cái thực thể là nó không có. Mà nếu nó không có thì tại sao tâm tham nó lại có thực tính? À, như vậy thì chỗ này mình nên hiểu nó như thế nào á, sơ sơ. Dạ. Tại vì là mình học các cái tâm là mình đều được học cái sắc pháp hóa, chủ tính của nó, cái thực tính pháp của nó. Và dạ, ý con chỉ là nó như vậy. Dạ, xin sư quan hỷ từ bi chỉ dạy rõ hơn về cái điểm này như thế nào. Dạ, con gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Dựa vào cái trà tu lắc hành hạ của những cái pháp đó đó, thì người ta dựa vào cái điều kiện đó để người ta đặt tên cho cái đó. Chứ không phải nó cái chấm nó sanh diệt rồi mình nói tâm tham, không phải, nó phải có cái điều kiện đó. Gọi là trà tu lắc hành hạ. Đó. Rồi mình muốn biết như thế nào là rồi cái cuối cùng để chỉ cho mình biết nó là cái gì đó, cái nhân gần của nó. Tức là dầu nó gì, nó làm gì không biết, nhưng mà dựa vào cái nhân gần đến biết nó là cái gì. Đó. Thành nó mấy cái đó là Đức Phật nói tới cái đó để mình học thuộc cái đó, để mình nhận dạng ra nó là cái đó. Chứ nếu mà mình nói, nếu mà mình nhận dạng nó ra không được thì mình, thì như vậy là những cái mình học từ xưa tới giờ là mình học cái gì? Nó vẫn có, nhưng mà không có, nhưng mà mình không có khả năng để thấy nó mà thôi. Nó phải dựa vào những cái trà tu lắc hành hạ, thì bốn cái điều kiện của mỗi cái pháp vậy đó. Thì mình mới biết nó là gì. Chứ còn nếu mình không dựa vào đó làm sao mình biết được. Ví dụ bây giờ không ai biết, Quỳnh Tồn còn quá là ai đó. Nhưng mà ta nói là ông đó ông cao cỡ này, mặt ông sao, ông ta gì vẽ ra, ta diễn giải ra thành cả mấy chục trang sách vậy đó. Để khi nào mà người nào mà học hỏi hiểu đàng hoàng, ta nhìn anh ta biết à, ông này nè. Không? Thì cái này cũng vậy. Chứ bây giờ nếu mình dựa vào cái anh Mi Tiên Nhân Đáp, mình hỏi ơi, bóc con mắt ra, con mắt này có phải là ông tu học Phật pháp không? Nhổ xe tóc này có phải là tu học Phật pháp không? Nó có những cái điều kiện vậy để nó đưa tới cái đó. Mà đưa tới cái đó là để diễn tả cái đó. Cho nên nếu mà nó không có thật đâu được, vẫn có thật như thường. Mà cái sự thật đó mình muốn biết qua sự diễn tả nhiều chuyện vậy để mình thấy cái đó. Mà những cái đó, cái người thấy rõ ràng nhất chỉ có Đức Phật mà thôi, chứ không ai thấy đó. Để lại cho mình ra, mình cố gắng mình học rồi. Để mình hành để thấy một số cái điều kiện vậy thì biết mà thấy cái đó. Chứ mình không thể nào thấy giống như Đức Phật được đó. Thành ra đó là những cái chuyện mà rảnh là trà tu lắc hành hạ 80 là loại thực tính pháp sẽ thấy. Nó như thế nào ta dựa vào điều kiện đó ta biết nó là đằng tên đó. Nhưng mà không nhưng mà mình nhìn vô tâm tham nó ở ta tham là giảng phải dựa vào cái trà tu lắc hành hạ của tâm. Tham thứ nhất nó có bao nhiêu, nó gì có nhiều đại khái đó. Để mình hiểu rằng đó là tâm tham. Chứ mình thấy mình dựa vào cái thực tánh thiệt, bởi nó sanh diệt cái đó làm sao nói được. Trong cái bốn tay tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần như vậy làm sao mình biết nó là cái gì? Nếu không nhờ có Đức Phật làm sao biết được. Mà giờ mình muốn tìm biết cũng biết không được. Bởi trí tuệ mình nó dỗn quá. Mô Bích Thầy á.
Nam mô Bụt Thầy dạ, con kính tri ân sư ạ. À, cái vấn đề này nó hơi là tinh vi. Vấn đề này nó hơi tinh vi chỗ này. À, cái cha tụ lakkhana, bốn cái ý nghĩa thực tánh, cái bốn ý nghĩa, nếu mà mình dựa vào đó để mà mình nhận diện ra đó, thì thật ra mình dựa vào đó để mà mình dựa vào một cái đặc tính, nhưng mà để nhận diện ra một cái pháp thực thể mà nó không còn nữa. Nó không còn nữa là tại vì nó cứ sanh diệt mất tiêu rồi, nó sanh diệt liên tục mất tiêu rồi, cho nên là cái chỗ này rõ ràng là cái gì. Như vậy là cái vấn đề mà mình nói rằng là các pháp nó có cái thực tính pháp đó, nó cũng hơi khó mà giải thích ở chỗ này. Thôi con xin gác cái vấn đề này sang một bên, dạ, để dịp khác là chúng ta tiếp tục. Dạ, con đề cập tới cái vấn đề là cũng ngay ở trên cái vấn đề là ba cái tướng về vô thường, khổ, vô ngã này đó thưa sư. Thì con nhớ tới một cái đoạn kinh là Đức Phật có dạy đó, là để mà mình thấu hiểu được cái tham ái đó. À, để mà thấu hiểu được cái tham ái, à, tức là cái con đường mà dẫn đến vô vi pháp chứ, cái con đường mà dẫn đến vô vi đó, là tu tập cái là không tánh định, rồi vô tướng định và cái vô nguyện định. À, thì trong sớ giải vị giáo thọ đó, thì ba cái định này đó là định ở trên cái tướng vô ngã, định ở trên cái tướng vô thường và định ở trên cái tướng khổ. À, thì khi mà tu tập định ở trên một trong tam tướng này á, nó sẽ dẫn đến cái sự chứng ngộ pháp vô vi. Nhưng mà ở chỗ này con thấy có một cái chỗ nó hơi lạ, cái chỗ là vậy thưa sư, là vô thường khổ vô ngã, vô thường khổ vô ngã thì nó dựa lên ở trên cái pháp thực tính, nó dựa trên cái pháp thực tính để mà nó thấy cái trạng thái đó. À, như vậy thì nó là cái tuệ quán chứ nó đâu phải là thiền định. Nhưng mà ở đây nó dùng cái chữ là samatha sư sư. Như vậy thì chỗ này mình giải thích như thế nào? Là tại vì pháp thực tính thì nó thay đổi liên tục. À, nó sanh diệt liên tục. Thì bây giờ mình ở đây lại là dùng cái chữ là định ở trên cái không tướng, rồi vô tướng, à, không tánh, vô tướng và vô nguyện. À, như vậy thì cái chỗ này mình dùng cái chữ định có được hay không thưa sư? Mà nếu dùng chữ định thì mình nên hiểu định đây là cái định gì? Dạ, con gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch chư tổ, dạ, kính thưa chư quý vị. Thực sự chữ định đây chỉ để chỉ tới cái thực tính pháp là tâm sở định mà thôi. Bởi vì nhiều khi ngài giảng đó, tùy theo cái người nghe, thì ngài giảng để cho người nghe hiểu cái chỗ đó mà thôi. Bởi vì chúng tôi mới nói đó, tất cả mọi người hành pháp đều thấy giống nhau, tức là thấy sanh diệt, không có thấy gì khác đó. Nhưng mà cái người đó, người thấy sanh diệt, có người thấy sanh diệt là vô thường, có người thấy sanh diệt thì thấy trạng thái vô ngã, và có người thấy sanh diệt là thấy trạng thái khổ. Cũng chỉ thấy sanh diệt không mà thôi, nhưng mà dựa vào cái bản chất của người đó đó, cái tiền kiên nghiệp của người đó đó, thì cái họ thì Đức Phật mới đặt cái tên cho họ, họ thấy vậy đó. Thành ra mình thấy có ba cái chuyện liên quan tới đó, thì ba cái chuyện đó đó đôi khi đó nó dựa vào cái tuệ, đôi khi nó dựa vào cái định, tức là giới định tuệ đó. Nhưng mà nên nhớ chứ định đây không phải là ê gạch cái ta, mà chứ định đây là chỉ cho cái nhóm tâm trong đó. Bởi vì quý vị thấy đó, trai sĩ khả đó là gì? À thí sĩ lá chị ta à thí, à thí sĩ lá à thí chiệt tà à thí banh gia sĩ khả, chứ ngài không có dùng à thí sĩ lá à thí sa ma thí, ngài không có. Nên để cái chữ mà Đức Phật dùng đó, thứ nhất là à thí sĩ lá, thứ hai à thí chiệt tà, và thứ ba là à thí banh gia, tức chỉ cho giới định tuệ đó. Thành ra khi mà ngài dùng ba danh từ khác nhau là đã có người ngài nến nặc về giới giới, có người ngài nến ngài nói về tâm, tức là định, và có người nói về trí tuệ. Tùy theo cái chỗ đó đó, mình phải coi để coi chú giải và giải thích ngài nói với cái ông đó phải là cái người có những cái đặc tính như vậy hay không. Nó còn mình thì mình học gộp chung vậy đó, mình thấy nó nhiều khi nó lộn xộn gì chứ không phải. Bởi vì cái người mà có cái điều kiện như thế nào thì mới thấy được khổ, có người điều kiện như thế nào mới thấy được vô thường, có người cái điều kiện như thế nào phải thấy vô ngã, chứ không phải lúc nào thấy cả ba, không có.
chỉ thấy được một mà thôi. Đó, thì trường hợp này cũng vậy. Khi mà nói tới dùng chỉ thiền chỉ đó là tại vì chỉ nói tới cái đó mà thôi, nói tới cái chi giữa đó mà thôi, chứ không nói mấy chi đầu hay chi vậy. Thành ra khi nào mình muốn hiểu đó, mình phải coi lại trong chú giải coi họ giải thích cái chỗ đó là như thế nào và cái đặc tính của người nghe như thế nào thì mới biết tại sao phải dùng cái chỗ đó là như vậy. Nam mô Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư, xin mời là các anh chị đạo hữu khác trong room chúng ta nêu những cái vấn đề, những cái câu hỏi lên để cho sư tham gia vào cái vấn đạo ngày hôm nay. Xin mời các anh chị khác nêu các cái câu hỏi lên. Sẵn tôi có đang cầm mic rồi, ở đây là tôi thấy có một cái nick là đang giơ tay, ủa lại bỏ xuống rồi. Ai có nhu cầu thì đưa lên ha. Tôi đứng đợi một chút xíu, tôi đợi một chút xíu để cho sư uống nước và con kính mời nước sư. Nước này là nước của thời đại 4.0 cho nên là chỉ có nhìn không thôi sư. Thời đại 4.0. Và con nêu tiếp vấn đề để cho sư chỉ dạy thêm ạ. Là như vậy. Thì con ưa đặt ngược lại một số những cái vấn đề để chúng ta hiểu Phật sư chỉ dạy phân tích nó rõ hơn. Con lấy lại cái vấn đề đó là một trong ba cái tam tướng, thì trong đó là cái tướng vô ngã. Thì tướng vô ngã cũng là một pháp. Tướng vô ngã cũng là một pháp. Mà đã là một pháp thì nó cũng là pháp vô ngã. Tướng vô ngã nó cũng là vô ngã. Mà con nhớ rằng có một cái đoạn kinh đó thưa sư, thì Đức Thế Tôn dạy rằng là cái pháp nào là vô ngã đó, tức nghĩa là nó không phải là ta, nó không phải là của ta, thì mình phải buông bỏ nó thì mình sẽ được an lạc dài lâu. Con nhớ có cái đoạn đó. Cái pháp nào mà nó không phải là ta, nó không phải là của ta thì mình phải buông bỏ nó. Thì như vậy thì cái tướng vô ngã nó cũng là một cái pháp vô ngã. Thì nếu như vậy ở đây mình gọi là mình sự buông bỏ cái chấp vô ngã, thì ở đây mình cần phải hiểu như thế nào thưa sư? Ở đây mình cần phải hiểu như thế nào gọi là mình buông bỏ về cái sự là chấp trên cái vô ngã. Cái này nó quá con không hiểu nổi. Xin sư từ bi quan hỷ là chỉ dạy chúng con ở chỗ này. Tại vì con cũng đối chiếu với lại một cái đoạn kinh, là trong cái đoạn kinh là ví dụ con rắn á, để con chép đoạn kinh ví dụ con rắn là trong Trung Bộ Kinh này, các tỳ kheo là ta thuyết pháp ví như là cái chiếc bè để mà mình vượt qua, không phải để mình nắm giữ. Này chư tỳ kheo, các thầy cần phải hiểu cái ví dụ cái bè, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Bây giờ con lấy ví dụ như là chấp ngã là phi pháp, chấp ngã là phi pháp, ví dụ như vậy. Còn cái giáo lý vô ngã là chánh pháp, thì như vậy thì áp dụng vô trong cái đoạn kinh này thì là gì? Là chấp vô ngã còn phải bỏ đi, huống nữa là chấp ngã. Thì như vậy con xin sư từ bi giảng dạy là như thế nào là mình không có bị rơi vào cái chấp vô ngã thưa sư. Dạ, con gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Thà Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, cái pháp vô ngã đây nó hai chuyện. Một là liên quan tới giáo pháp Đức Phật, hai là liên quan tới của tà ma ngoại đạo. Nhớ chuyện đó nha. Đó. Nghĩa là khi nào nó liên quan tới cái chỗ tà ma ngoại đạo đó, thì cái đó nên buông bỏ. Còn mà nếu mà nó không có, còn nếu mà nó liên quan tới cái đối tượng của mình đang hành thiền đó, thì không thấy chỗ nào Đức Phật kêu bỏ. Tại vì mình phải dùng cái đó để dựa vào thực tinh pháp để mình thấy cái đó để mình tới đó. Còn nếu mà cái câu mình thấy là dựa vào cái vô ngã là theo cái sự chấp ngã của cái đám mà đám hồi xưa, cái đám ngoại đạo đó, thì cái đó đó, nếu mình dính vào cái đó thì phải buông bỏ, là phải cái chắc rồi nha. Thật sự ra chữ anatta nó có bốn ý nghĩa.
nó ta nghĩa là không theo chiều theo ý muốn một ai. Cái nghĩa thứ hai là vô chủ, không ai làm chủ cả. Thứ ba có nghĩa là không, nghĩa là không phải của ta mà cũng không phải ta. Cái nghĩa thứ tư là phủ nhận tà thuyết chấp ngã của nhóm ngoại đạo. Thành ra khi mình hành mà mình lọt vào cái tà kiến chấp ngã của ngoại đạo thì cái đó nên buông bỏ. Còn nếu mà mình thấy mình hiểu theo cái điều kiện là không chiều theo ý muốn của ai, có nghĩa là vô chủ này kiêm trọng đó, thì không thấy chỗ nào Đức Phật nói là mình phải bỏ cả. Thành ra không biết cái chỗ huynh đọc là nói rõ ràng như thế nào thì chúng tôi không có hiểu. Nhưng mà chúng tôi khi học thì họ có giải thích là như vậy. Là có những cái mà nói là buông bỏ mà quý vị thấy là nó giống như cái của mình buông bỏ như thế nào thì phải coi chừng. Coi chừng. Và cái này là được nói trong cái bộ từ điển mà, Bali đó. Từ điển Bali nó có thể nói rõ ràng. Nó định nghĩa chưa Anatta như thế nào. Đó. Thành ra cái pháp chứ, nếu mà dùng là pháp vô ngã là coi chừng. Bởi vì ngã nó là một cái chế định để chỉ tới trạng thái thanh diệt của dành sắc. Nhưng mà nếu mà gọi là nếu mà dùng chữ pháp vô ngã thì phải coi chừng, nó có những cái chỗ mà nó không có được giải thích rõ ràng lắm. Thành ra mình phải hiểu, nếu mà nó liên quan tới cái sự của ngoại đạo thì lọt vào đó thì phải buông bỏ, theo chúng tôi hiểu là như vậy. Nhưng mà chúng tôi không có cái bài kinh mà anh hỏi, thành ra chúng tôi cũng không có dám nói cho nó chắc là như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy giả và dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, thì cái đoạn kinh mà con vừa nói hồi nãy đó thôi là con trích từ cái Tương Ưng Thiên Quẩn phẩm là không phải của các ông. Cái là này các tỳ kheo, cái gì mà không phải của các ông thì hãy từ bỏ chúng. Mà nếu từ bỏ chúng thì sẽ đem lại hạnh phúc và an lạc cho các ông. Mà đó thì như vậy thì rõ ràng là cái tướng vô ngã nó là một cái pháp chế định mà sắp bê tham manata tín, tức nghĩa là tất cả các pháp thì là dù là pháp thực tánh hay là pháp chế định, pháp chân đế hay là pháp tục đế thì đều là vô ngã. Vô ngã, thậm chí là pháp siêu thế cũng là vô ngã. Thì như vậy thì cái tướng vô ngã của danh sắc nó là một cái pháp vô ngã. Mà theo cái đoạn kinh này thì là cái gì mà nó không phải là của ta thì chúng ta nên buông bỏ nó. Cho nên là con mới nói là buông bỏ cái sự chấp vô ngã là như thế nào, ý con là như vậy thôi. Nên thì con dựa vào chỗ này, chứ con chưa hiểu rõ về cái chỗ này như thế nào gọi là buông bỏ về cái sự chấp vô ngã. Ở đây không nói tới cái vô ngã mà mình hiểu theo nghĩa của ngoại đạo thưa sư, ở đây là hiểu theo đúng chánh pháp luôn á. Là tại vì theo cái bài kinh mà ví dụ con rắn là gì, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Thì con mới lấy một cái ví dụ, là ví dụ như bây giờ là chấp ngã rõ ràng đó là phi pháp rồi, mà vô ngã thì đó là một cái chánh pháp, nó là chân lý, nó là chân lý. Như vậy thì chỗ này mình ráp vô, như vậy thì chấp vô ngã còn phải bỏ đi, huống nữa là chấp ngã, thì nó quá khó hiểu đi. Cho nên con mới xin sư quan hỷ là từ bi dạy cho con như thế nào là cái sự buông bỏ và cái sự cố chấp ở trên cái nhận thức về cái tướng vô ngã. Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy thêm ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư vị, đây là định nghĩa chữ anatta nè. Na atta anatta natthi atta etassa khanh tha banh cha katsa thi qua anatta. Tất cả các pháp không phải là của ta, không phải là ta, là pháp vô ngã hay ngũ uẩn ấy không phải ta, cũng không phải của ta, cũng là pháp vô ngã.
Đó. Thành ra cái chuyện mà cái pháp vô ngã ở đây đó là nghĩa là nó liên quan tới ngũ uẩn cũng là pháp vô ngã. Thành ra bây giờ mình muốn biết cái đó thì mình phải coi thử coi buông bỏ là buông 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 cái phần nào trong cái ngũ uẩn, chứ không phải là buông hết là tiêu luôn khỏi ấy đó. Đó. Thành ra nó có nhiều cái chuyện lắm mà chúng tôi thì sau này đó, thì chúng tôi nói thật quý vị, tôi ít có đọc cái sách và nghiên cứu lắm, bởi vì lý do là chúng tôi giờ còn có con mắt à. Thành ra lâu lâu là ráng cố gắng đọc để hiểu vậy. Thành, để kỳ sau bàn lại đi, giờ hết giờ rồi đó. Để cho nó rõ rõ anh chút đó. Về về chúng tôi để tìm trong kinh điển coi lại thì như thế nào để nói cho nó rõ ràng hơn, chứ còn không là mình lại đi sai đường thật. Nam mô Tha Gia Kinh Bạch Địa Tạng Hiện Giả Kinh Thưa Chư Cần Sĩ Tăng và Sư Tôn Đạo Tràng. Tất cả bước vào nam phát sanh trong pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng cần sĩ tăng nguyện thử đàn có cơ hội để chấm dứt cái pháp ngôn ngữ đầy tầm. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Nam mô Rất Thánh Ất Tây Giá Sa. Sa thú đành thai, con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng, và Nhật Bình cũng kính cảm ơn Bình tu học Phật Pháp cũng như tất cả quý anh chị em đạo hữu đã đưa lên những câu hỏi để đạo tràng cùng nhau học hỏi. Chúng con cũng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với chư tông đức, nhất là Ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trời duyên với Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con thấy Thượng Tọa Quán Không còn ở trước mái, con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh Thượng Tọa Quán Không sau khi chúng con sám hối cùng thỉnh Thượng Tọa Quán Không chúc phúc cho đạo tràng ạ. Kính mời đạo tràng cùng giới Nhật Bình sám hối sau khi thính pháp. Ruột ta mang ghê là quạnh đê hăng ba là phạm xung và ruột ta mang bút thầy vô khả lý tổ đô sơ bút thơ thà mặt từ tăng mà mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đặng chi tôn chi thanh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ruột ta mang là quạnh đề hăng thầm mạnh cha đưa quý thân hòa răng thầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mô thầm mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo. Cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ruột ta mang ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha đu vi thót ta mang sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô khả mạch tu tăng mà mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là hành tăng và thạnh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo. Cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt